Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 205. Hàn Băng Ngưng đưa Ngô Bình đến nhà ăn của trường. Trường học nổi tiếng như Đại học Thần Kinh, mỗi năm quốc gia đều trợ cấp mấy chục tỷ, nên điều kiện ăn uống chỗ ở đều không tệ. Ví dụ như ăn uống, một cái đùi gà lớn cũng chỉ có một tệ, nếu như ở bên ngoài thì cũng phải mười mấy tệ một cái rồi. Trong nhà ăn cũng có rất nhiều lựa chọn, món ăn trời Nam Biển Bắc gì cũng có. Hai người chọn mấy món, bưng khay cơm ngồi xuống bàn, ngồi đối diện nhau dùng cơm. Mới ăn mấy miếng, một bóng dáng xinh đẹp từ xa đi đến, cũng bưng khay cơm, ngồi bên phía Ngô Bình. Ngô Bình ngẩng đầu nhìn, vừa nhìn bất giác cậu đã ngây người, nói, Y Mi. Y Mi cười nói, Ngô Bình, khai giảng lâu vậy rồi, tôi mới gặp anh lần đầu đấy. Lúc đầu, cậu giúp Y Mi khôi phục trí nhớ kiếp trước, hai người vừa gặp đã quen, trở thành bạn tốt. Cậu không ngờ, Y Mi, có lại ký ức tiền kiếp, lại còn đến học tại Đại học Thần Kinh. Hôm nay tôi mới đến, Ngô Bình muốn giới thiệu Hàn Băng Nghiên cho cô ấy, ai ngờ hai người lại biết nhau. Hàn Băng Nghiên cười nói, Y Mi, buổi chiều tôi còn đi tìm cô nữa đấy, mà cô không có ở đấy. Y Mi, có chút chuyện cần phải xử lý. Băng Nghiên, cô may mắn thật đấy, gặp được người đàn ông ưu tú như Ngô Bình. Hàn Băng Nghiên khẽ cười, tôi cũng thấy vậy. Ngô Bình, tôi còn nghĩ cô sẽ không đến đây học. Y Mi, vốn tôi cũng không định đến, nhưng sau đó nghĩ lại, để khôi phục toàn bộ tu vi tôi phải cần một thời gian, mà thời gian này tôi cần một thân phận thích hợp. Dù sao đối với tôi thì học hành cũng không khó gì, nên tôi vẫn đến. Anh thì sao? Chẳng phải anh cũng không cần sao? Ngô Bình, có đầu có đuôi, thời gian này tôi sẽ hoàn thành xong tất cả học phần. Y Mi, ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Ba người vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Tháng trước tôi đi tìm bảo bối mà tôi đã giấu, kết quả gặp vài chuyện rắc rối, anh có thể giúp được không? Y Mi nói. Rắc rối gì? Nơi tôi giấu đồ là một tiên phủ của cổ tiên nhân. Hiện tại, động tiên đó bị một đám người vây lại, bọn họ muốn mở tiên phủ nhưng một lúc lâu vẫn không mở được. Ngô Bình cảm thấy hứng thú, bèn hỏi cô ta, là những ai? Y Mi, bốn người thần thông cảnh, 10 người bí cảnh. Chừng đó vẫn chưa là gì, trong số bọn họ còn có một người mang theo pháp khí cực kỳ lợi hại. Tôi sợ rằng mình không phải đối thủ. Ngô Bình, bây giờ cô đã khôi phục tu vi được bao nhiêu rồi? Y Mi, thần thông trung kỳ. Đương nhiên, nếu tôi dùng phương pháp bí mật, có thể đấu với tu sĩ đạo cảnh tiền kỳ. Ngô Bình, xem ra cô không muốn để lộ thực lực thực sự. Y Mi, thế lực kẻ thù của tôi rất lớn, đề phòng bất trắc, tôi không thể để lộ thực lực thật sự của mình. Ngô Bình ngẫm nghĩ, nói, được, chuyện này tôi sẽ giúp cô. Y Mi cười nói, đồ trong tiên phủ tôi không động đến. Đến lúc đó chia cho anh một nửa. Ngoài ra, bảo bối kia của tôi, cũng chia cho anh. Ngô Bình đương nhiên không khách sáo, nói, được. Lúc này, có một người đàn ông cao lớn bưng khay cơm đi đến, đi thẳng ngồi xuống đối diện với Y Mi. Nhìn thấy người này, Ngô Bình khá bất ngờ, chậm rãi nói, Lâm Tôn. Lâm Tôn cũng nhìn Ngô Bình, nói, không ngờ đúng không, tôi cũng học ở đây. Ngô Bình nhíu mày, đệ tử nòng cốt của Thiên Trần giáo như anh mà chạy đến đại học đi học sao? Đệ tử nòng cốt Thái Hoàng giáo như anh chẳng phải cũng ở đây sao? Lâm Tôn cười như không, nói. Anh có chuyện sao? Ngô Bình không muốn nói rông dài với anh ta, nên hỏi thẳng. Lâm Tôn múc một muỗng cơm, nói, nhờ anh giúp một chuyện. Ngô Bình rất bất ngờ, hai người vốn không phải bạn bè, thậm chí còn từng kết thù, nhưng anh ta lại nhờ mình giúp. Lâm Tôn thở dài, nói, tôi muốn nhờ anh làm đạo lữ của Tsukishi Sakura. Lời này vừa thốt ra, Ngô Bình đã ngây người, Hàn Băng Nghiên thì tức giận, nói, anh Bình anh cũng không hiếm lạ gì, anh cút ra xa đi. Lâm Tôn nhìn Hàn Băng Nghiên, cười nói, cô là bạn gái của Ngô Bình à. Thứ cho tôi nói thẳng, Ngô Bình là con cưng của trời ở giới tu hành, một người phụ nữ bình thường như cô có thể ở bên cậu ấy bao lâu? Bên cạnh người như cậu ấy phải có nhiều hơn một chi kỷ, đây mới là thiên đạo. Ngô Bình, tôi đã gặp được Tsukishi Sakura, cô ta quả thực là người xinh đẹp hiếm thấy, nhưng chúng tôi không phải người chung đường, tôi e là không giúp được anh. Lâm Tôn thở dài, chắc anh vẫn chưa biết nhỉ. Biết gì, Ngô Bình hỏi. Bố của Tsukishi Sakura là nhân vật tầm cỡ trong tiên giới, nếu trở thành con rể của ông ấy, sau này chắc chắn có thể một bước lên trời.
Ngô Bình, ồ, lợi ích lớn như thế, tại sao anh không tự mình làm con rể của ông ta đi? Lâm Tôn cười khổ, không giấu gì, tôi đã đính hôn, bố vợ tôi cũng là người có địa vị rất cao. Nếu tôi dám cưới người phụ nữ khác, tôi chắc chắn sẽ chết trong ngày cưới. Ngô Bình cảm thấy có hứng thú, lẽ nào có người cưỡng ép anh cưới Tsukishi Sakura? Lâm Tôn gật đầu, là bố của Tsukishi Sakura, nhân vật tầm cỡ đó. Ngô Bình rất ngạc nhiên, ông ta nhất quyết bảo anh làm con rể à? Lâm Tôn bất đắc dĩ nói, có một lần ông ta nhìn thấy tôi, cho rằng điều kiện của tôi được trời cao ưu ái, là người có thể thừa kế vị trí của ông ta. Ngô Bình, tôi không giúp được anh đâu. Lâm Tôn hơi thất vọng nói, vậy được rồi. Nếu tôi nhớ không lầm thì chẳng phải trước đó anh theo đuổi Diệp Ngưng Băng sao, Ngô Bình cố ý nói. Lâm Tôn nói, đó là chuyện trước kia rồi, dường như anh ta không muốn nói nhiều, lập tức đứng lên chào tạm biệt, cũng không muốn ăn nữa. Nhìn Lâm Tôn đi xa, Y Mị nói, tâm tư người này rất sâu, nếu lúc nấy anh đồng ý với hắn thì sẽ không có cơ hội hối hận. Ngô Bình nói, ố, cô nhìn ra được gì à? Huyền Mi, nếu tôi nhìn không lầm thì hắn đang có ý đồ để anh thế mạng cho hắn. Để đạt được mục đích, hắn sẽ dùng mọi cách để khiến anh làm theo kế hoạch của hắn. Ngô Bình nhíu mày, sao cô nhìn ra được? Y Mi, tôi có khả năng đoán vận mệnh của một người. Lâm Tôn này sắp gặp nguy hiểm. Hơn nữa, hắn lại bất ngờ đối xử tốt với anh, vốn dĩ đã rất kỳ lạ rồi. Ngô Bình hừ một tiếng, Lâm Tôn này thú vị hơn tôi nghĩ đấy. Huyền Mi, hắn dám tính kế với anh, vậy thì đừng khách sáo, tối nay tôi và anh hợp sức lại tiêu diệt hắn. Ngô Bình chớp mắt, tối nay ra tay luôn à. Y Mi, hắn là cảm nhận được mình sắp gặp. Nguy hiểm, rất có thể sẽ cho cùng rứt dậu. Một người nguy hiểm như vậy ở bên cạnh, anh yên tâm được sao? Ngô Bình gật đầu, có lý. Y Mi, nếu chỉ như thế thì vẫn không đáng để anh và tôi ra tay. Quan trọng nhất là tôi thấy được trong mối nguy hiểm của Lâm Tôn ẩn chứa một cơ hội rất lớn. Nếu có cơ hội, hắn có thể tái sinh, mạnh hơn bây giờ rất nhiều. Ngô Bình rất ngạc nhiên, bây giờ Lâm Tôn đã là một đệ tử cốt lõi, tư chất xuất sắc, cơ hội có thể để anh ta tái sinh chắc chắn là phi thường. Nhưng cậu cũng rất tò mò với khả năng của Y Mị, đời trước cô đã khả năng nhìn thấu vận mệnh của người khác này rồi à? Y Mị lắc đầu, sau khi chuyển kiếp tôi mới có liên quan đến bảo vật kia, sau này tôi sẽ nói cho anh nghe. Ngô Bình, thế nên ý cô là cướp đi cơ hội của Lâm Tôn. Y Mị gật đầu, phá hỏng kế hoạch của hắn, hoặc giết hắn, có lẽ cơ hội sẽ đến với tôi và anh. Ngô Bình cười, thú vị đấy. Y Mị, lát nữa tôi đi theo dõi Lâm Tôn, có tin tức gì sẽ báo với anh. Cẩn thận chút nhé, Ngô Bình nhắc nhở. Anh yên tâm, dù hắn có chết, cũng không thể biết tôi đang theo dõi hắn. Y Mị cực kỳ tự tin. Ngô Bình biết Y Mị có rất nhiều bí mật nên cậu không nói gì thêm nữa. Ăn tối xong, Hàn Băng Nghiên đến thư viện tìm tài liệu cho Ngô Bình, còn Ngô Bình thì đến Thạch Hải Tử, khách sạn ở đó rất đẹp, cách Đại học Thần Kinh cũng không xa. Cậu đến chợ đế nơi Thạch Hải Tử tọa lạc, sau đó liên hệ với Lâm Kiếm Phong. Lâm Kiếm Phong là con trai của Lâm Tướng, bây giờ mới lên ngôi, rất nhiều quan chức cũ đã bị cách chức. Nhưng Lâm Tướng này vẫn còn ngồi vững ở vị trí cao này, được Hoàng đế đánh giá cao. Lần trước Ngô Bình đưa cho Lâm Kiếm Phong một viên phong kim ngọc lộ đan, Lâm Phong đưa cho cậu một cái ấn vàng, Ngô Bình nghĩ ấn vàng có giá trị nên đã hứa cho anh ta một viên thiên kiêu đan. Bây giờ thiên kiêu đan đã được luyện chế xong, vừa lúc cậu giao đan dược cho Lâm Kiếm Phong, trả ơn tình cho anh ta. Vừa nghe nói là Ngô Bình, Lâm Kiếm Phong lập tức chạy đến chợ đế. Hai người gặp nhau ở trước một cửa hàng bán dược liệu, Lâm Kiếm Phong đã có khí chất hơn trước, anh ta chắp tay lại nói, anh Ngô, đã lâu không gặp. Ngô Bình, đúng thế, phong thái của anh Lâm hơn hẳn lúc trước rồi. Ha ha, so với anh Ngô thì còn kém xa. Hai người nói với nhau vài câu, sau đó Ngô Bình lấy một viên thiên kiêu đan thượng phẩm ra, cậu luyện chế được 4 viên thiên kiêu đan trong lò đầu tiên. Lâm Kiếm Phong nhận lấy đan dược, vô cùng biết ơn. Hai tay đều đang khẽ run nói, anh Ngô, cảm ơn anh rất nhiều, tôi không có gì để báo đáp cả. Ngô Bình cười nói, anh Lâm đừng khách sáo. À phải rồi, sau khi Hoàng đế mới lên ngôi, mọi thứ bên Lâm Tướng đều ổn cả chứ. Lâm Kiếm Phong cười nói, bố tôi được Hoàng đế mới xem trọng lắm. Vậy thì tốt, Ngô Bình nói.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lâm Kiếm Phong nhìn xung quanh rồi nói, anh Ngô, chúng ta tìm nơi yên tĩnh nói chuyện đi. Cũng được, Ngô Bình gật đầu. Lâm Kiếm Phong tìm một quán trà, pha một bình trà, đè thấp giọng nói, anh Ngô, có một chuyện cực kỳ bí mật, bố tôi cấm tôi nói với người khác, nhưng tôi nghĩ tin tức này có thể có giá trị với anh. Ngô Bình nói chuyện gì vậy? Lâm Kiếm Phong, mấy ngày nay Hoàng đế phái rất nhiều cao thủ đến lăng mộ triều đại trước. Bố tôi nói Hoàng đế muốn đào lăng của Hoàng đế triều đại trước, tìm cái gì đó. Ngô Bình cảm thấy hứng thú, đồ gì? Lâm Kiếm Phong, vẫn không rõ nữa, chỉ biết Hoàng hậu cực kỳ xem trọng chuyện này, sẽ đích thân xuất hiện ở đó. Ngô Bình hỏi, lúc nào thì đào? Lâm Kiếm Phong, ngày đêm nay, lăng mộ triều đại trước không tầm thường đâu. Trong đó ẩn chứa rất nhiều cạm bẫy, nghe nói còn có trận pháp lợi hại, hoàng hậu có thể không thể đào lăng mộ hoàng đế trong thời gian ngắn. Ngô Bình như có điều suy nghĩ, hoàng hậu xuất thân siêu phàm nhưng lại muốn đào lăng mộ hoàng đế của triều đại trước, chứng tỏ đồ vật trong lăng mộ rất quan trọng với bà ta. Cậu cười nói, trong lăng mộ có thứ gì tốt à? Có thể trong đó có ẩn chứa gì đó. Lâm Kiếm Phong bật cười, cũng đúng, chuyện này tôi chỉ biết thế. Hai người uống trà thêm một lát, Ngô Bình bèn đứng dậy chào tạm biệt. Đi ra khỏi Thạch Hải Tử, cậu đi thẳng đến gần lăng mộ hoàng đế. Trong vòng 10 cây số quanh lăng mộ hoàng đế đều có khá nhiều ám khí, trên đường đi Ngô Bình lặng lẽ đến một ngọn núi chỗ lăng mộ hoàng đế, núi Ngũ Đế. Năm vị hoàng đế triều đại trước được chôn cất ở núi Ngũ Đế nên khá có tiếng. Ngô Bình vừa tìm được chỗ trốn thì nghe thấy tiếng bước chân ở gần đó. Một thị vệ dẫn theo một nhóm thuộc hạ đang đóng quân ở gần đó. Ngô Bình biết, đế lăng này vẫn chưa được khơi thông ra hoàn toàn, cậu thử dùng thần niệm để quan sát, sau đó phát hiện nham thạch ở nơi này ngăn cách thần niệm, chất của đá trong này vô cùng cứng, bên cạnh đó lại còn có vài lưỡi đao cuộn tròn lại, hiển nhiên đều là những thứ đã qua sử dụng. Vì thế cậu đã bày ra một ảo trận cách đó không xa, mỗi người tiến vào ảo trận đều sẽ rơi vào ảo ảnh mà cậu đã thiết lập trước. Những gì họ nhìn thấy, nghe thấy đều là những gì Ngô Bình muốn cho họ biết. Cậu đi vào cửa hang phụ cận, lấy ra đao xương thiên tai, đâm mạnh vào vách đá. Độ cứng của đao xương thiên tai mạnh hơn rất nhiều so với những vũ khí mà mấy người này sử dụng, một đao chém xuống đã không thấy được chuôi đao. Vừa mới bước vào, Ngô Bình đã ngay lập tức biết được bên trong trống không, ngay lập tức hiểu ra, nơi này cách lăng một không còn xa nữa. Vì thế, cậu lợi dụng ảo cảnh. Để cho những người đào đá đổi hướng đào về phía bên trái. Mà cậu mượn sự sắc bén của đao xương thiên tai, trực tiếp cắt một cục đá xuống, đẩy mạnh, cục đá lập tức lăn xuống bên trong lăng mộ. Cậu hạ thấp người chui vào trong lăng mộ, sau đó lại dùng một tảng đá mà lấp nó lại. Sau khi tiến vào bên trong lăng mộ, Ngô Bình đánh giá khắp chung quanh. Cậu phát hiện hiện phần một ở nơi này vô cùng chật hẹp, phải cúi người xuống mới có thể đi được. Cậu biết. Nơi đây chắc chắn không phải phần một chính nên vì thế mà một bên mò mẫm, một bên đi về phía trước. Ngay lúc Ngô Bình tiến vào bên trong lăng mộ không lâu, một ông lão xuất hiện ở ngay bên cạnh ảo cảnh mà cậu đã bố trí. Bên người ông lão còn có hai vị tu sĩ, trong đó có một người trung niên mặc một cái trường sam xanh ngọc, có khí thế của người đứng đầu. Người trung niên mặc áo xanh nói, ông Kỳ, để cho những người này đi vào, thật sự có thể giúp chúng ta mở mộ sao? Lỡ như bọn họ nhanh chân đến trước chúng ta thì sao? Hai bên má ông lão không có thịt, râu ngắn màu vàng, tóc hoa râm, ông ta cười nói, lăng mộ này là do ả. Một vị đại nhân vật của tiền triều tạo nên, trận pháp và cơ quan ở bên trong không phải là ít, nếu chỉ dùng lực. Lượng của chúng ta để mở mộ thì chỉ có thể dùng mạng người để điền vào. Còn về chuyện mà cậu lo bọn họ có được chỗ tốt đấy à, hoàn toàn không có khả năng. Loại một, lăng mộ thế này. Chắc chắn không thể chỉ cần một hai người là có thể mở ra được, bởi vì vận may của một người cũng chỉ có hạn, lại thêm không có cách nào có thể mang theo nhiều bảo vật thế này. Nếu lỡ như, người trung niên mặc áo lam vẫn còn có hơi lo lắng. Ông lão trầm mặc vài giây, nói, nếu có ai có thể đi đến được chỗ cất bảo bối trong lăng mộ, vậy thì chứng minh vận khí của người này còn vượt qua được cả vận mệnh của Hoàng Triều Đại Hạ, thế lực còn lớn hơn cả người ở sau lưng Hoàng đế. Người như thế, có phải là cấp bậc mà chúng ta đối kháng được sao? Người trung niên mặc áo xanh gật gật đầu, Ôn Kỷ nói cũng có lý. Bây giờ đã có 7 người đi vào, hy vọng bọn họ có thể giúp chúng ta mở lăng mộ ra.
Ngô Bình tiếp tục đi về phía trước, những đường rong mộ càng đi thì càng hẹp, cuối cùng cậu chỉ có thể trườn như rắn ở bên trong mộ đảo. Bỗng nhiên, cậu cảm giác được trên người như có tảng đá lớn đang đè lên, khiến cậu đứng yên tại chỗ. Cùng lúc đó, chung quanh xuất hiện 24 cái tiên mâu vô cùng sắc nhọn, xuyên qua phía trên của Ngô Bình. Trong lúc bị tảng đá ấn xuống, dưới người Ngô Bình chợt xuất hiện một cái khiên mặt quỷ, tiên mâu đâm vào trên tấm khiên, cuối cùng bị đứt gấy. Ngô Bình hừ lạnh một tiếng, tiếp tục thúc giục tầng núi thứ 6, ánh sáng từ thanh kiếm chợt lóe, cục đá vô cùng kiên cố đã bị cậu cắt thành nhiều mảnh nhỏ, không. Gian cũng vì thế mà lập tức trở nên thoáng đãng hơn nhiều. Cậu ngồi trên một đống đá vụn, trong lúc nhất thời không biết nên đi đến chỗ nào, sau đó dò hỏi mèo đen, có cảm thấy gì không? Mèo đen xuất hiện trên vai cậu, chỉ chân về phía sau khoảng một lóng tay, nói, ở đó có một sức mạnh vô cùng huyền diệu. Ngô Bình hỏi, có biết là cái loại sức mạnh gì không? Ít nhất là cấp bậc Đại Thiên Cấm Kỵ, mèo đen nói. Ánh mắt của Ngô Bình sáng lên, Đại Thiên Cấm Kỵ vẫn còn tồn tại sao? Kỳ quái, tiền triều làm sao có thể đặt một vật quan trọng như thế ở cái loại địa phương này? Mèo đen, tôi còn cảm giác được, sức mạnh này chỉ mới được sinh ra. Xem ra có vẻ như sức mạnh này hẳn là được hình thành bên trong lăng mộ. Ngô Bình dùng đao xương thiên tai đao về bên phải ở phía sau, không bao lâu sau đã đào ra được một cái thông đạo. Lúc này, ở phía trước không còn gì, cậu lập tức tiến vào một không gian tương đối rộng lớn. Ngô Bình vừa mới tiến vào, thì có một đạo kiếm quang đến gần, cậu cầm chặt đao xương thiên tai ở trong tay, nghe thấy một tiếng kêu rên, có người loạng choạng lui về phía sau. Cậu nhìn chăm chú, thì thấy một người có vẻ như là kẻ khuân vác bị cậu dùng một đao đánh ngã trên mặt đất. Hổ khẩu nứt ra, máu tươi chảy ròng ròng. Người khuân vác này cầm một thanh trường kiếm trong tay, gương mặt lại trông khá thanh tú. Anh là ai? Ngô Bình mặc quần áo thị vệ, khuôn mặt cũng chính là của tên thị vệ kia, cho nên người này coi hắn trở thành thị vệ tuần tra ở nơi này. Người đó cắn răng, lăn lộn ở tại chỗ, xung quanh lập tức nổi lên sương mù dày đặc. Ngô Bình nhìn ra được trong sương mù màu vàng này có độc, cậu lập tức xoay người rút lui. Thuận tay nuốt một viên thuốc giải độc. Sương mù màu vàng kia tan đi, người ăn mặc như người khuân vác kia lại không thấy đâu. Lúc này, cậu đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, lập tức xoay người lại, thì thấy đầu của một con sói khổng lồ đen nhánh toàn thân, nó đang đến gần phía cậu. Bả vai của con sói này còn cao hơn cả đầu cậu, đôi mắt phát ra ánh sáng xanh u ám, nhìn chằm chằm vào cậu. Ngô Bình nhíu mày, cậu nắm chặt đao xương thiên tai. Lạnh lùng nói, không muốn chết thì cút ngay. Trong nháy mắt, một cỗ sát khí kinh người bùng nổ, nhưng con sói lớn đó không hề sợ chút nào, bỗng nhiên nhảy lên, lao về phía Ngô Bình. Xoạt, ánh đao chợt lóe lên, cơ thể của con sói lớn còn ở giữa không trung làm ra tư thế phát sát, cái đầu lớn đột nhiên tách ra khỏi cơ thể, rơi xuống trên mặt đất. Sau đó rầm, một tiếng, xác sói rơi xuống trên đất. Mày dám giết u lang của tao? Tiếng gầm giận dữ truyền đến, sau đó là một bóng dáng từ phía bên sườn lao tới, người không đến, đã có ba tia sáng đánh vào điểm chí mạng của Ngô Bình. Ngô Bình tức giận trong lòng, cậu mới đến nơi này đã bị tấn công hết ba lần, đổi thành tượng đất thì cũng sẽ tức giận thôi, cậu gầm nhẹ một tiếng, cơ thể trong nháy mắt phân ra thành bảy, cả bảy người cầm dao chém về phía người đó. Cái mà cậu thi triển, gọi là huyền ảnh thất tinh trảm. Một đòn này, huyền ảnh công kết hợp với thất tinh trảm đạo. Bảy kiếm đầu, uy lực tuy kém tầng núi thứ bảy nhưng cũng không phải thứ mà người thường có thể chịu được. Bảy huyền ảnh ra tay cùng một lúc, kết thành thất tỉnh trảm đạo kiếm trận, phát huy toàn lực 13 kiếm vô cùng nhuần nhuyễn. Trong tiếng hỗn loạn vang lên, vũ khí trong tay đối phương bị chặt thành từng mảnh, trên người cũng bị Ngô Bình chém xuống hai tay và đùi phải, cuối cùng bị chặt ngang thắt lưng. Nhưng mà chuyện quỷ dị chính là, thứ rơi xuống trên mặt đất. Thế mà lại là tứ chỉ bị gãy của con rối. Thế thân, Ngô Bình nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Cậu thấy một người đàn ông mặc đồ đen đứng ngoài mấy chục mét, sắc mặt của đối phương khó coi, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Ngô Bình. Mới vừa rồi, nếu không phải con rối thế thân có tác dụng, thì anh ta đã giống như con rối gỗ kia, bị chặt thành tám khúc. Thấy Ngô Bình nhìn sang, đối phương trầm giọng nói. Cậu không phải thị vệ. Ngô Bình cười lạnh, tôi có phải thị vệ hay không thì có liên quan gì đến anh? Người này lập tức nói, xin lỗi. Vừa rồi cậu giết u lang của tôi,
trong lúc nhất thời tức giận nên mới ra tay với cậu. Anh không cần phải giải thích, có giải thích tôi cũng sẽ không nghe. Ngô Bình lạnh lùng nói, nếu anh có thể tiếp được một đao của tôi, thì anh có thể sống sót, tôi sẽ tha mạng cho anh. Sắc mặt của đối phương có hơi khó coi, anh ta nói, lá. Người anh em, chúng ta đều đến vì bảo bối trong lăng mộ, cần gì phải đánh sống đánh chết ở chỗ này đâu. Anh cũng xứng để nói đánh sống đánh chết cùng với tôi. Hay nói đúng ra, là tôi đánh chết anh. Giọng nói của Ngô Bình lạnh như băng. Lúc này, sương mù màu vàng kia lại xuất hiện, người khuôn vác kia lại hiện ra lần nữa. Hắn nói, người anh em, vừa rồi tôi ra tay vì đã lầm cậu với thị vệ, mong cậu thứ lỗi. Thông cảm, tôi có quen biết anh à, Ngô Bình cười lạnh. Người khuôn vác thở dài, anh bạn, giết bọn tôi rồi chẳng có lợi gì cho anh cả, chỉ bằng chúng ta hợp tác với nhau tìm bảo bối. Khi Ngô Bình đang định nói không cần hợp tác thì chủ nhân của U Lang người mặc đồ đen nói, có lẽ mục đích của anh bạn và bọn tôi giống nhau, nhưng chắc chắn anh bạn biết rõ về Hoàng Lang như bọn tôi. Nghe anh ta nói thế, Ngô Bình hơi dao động, nói, vậy à, nói tôi nghe xem. Người đồ đen đi về phía trước một khoảng, nhưng vẫn cách xa khoảng 30 bước, nói, anh bạn à, Hoàng Lang này bề ngoài là lăng của Hoàng đế, nhưng thật ra Hoàng đế không được chôn cất ở bên trong. Ngô Bình hơi ngạc nhiên, không phải hoàng đế thì là ai? Theo tôi được biết, thứ được chôn ở đây là một tiên thai bí ẩn. Các cao nhân của triều đại trước đã bố trí một trận pháp tuyệt thế ở đây để nuôi dưỡng tiên thai bằng khí vận của đất nước, linh khí trời đất, núi sông. Đến nay, tiên thai sắp chào đời rồi. Nói đến đây, anh ta nói, anh bạn, chắc anh không biết những gì tôi vừa nói nhỉ? Ngô Bình, nói thế các người đều đến đây vì tiên thai đó. Người khuân vác đó nói, chúng tôi dựa theo tình báo suy đoán rằng tiên thai không chỉ sinh ra sự sống mà còn có một bảo vật. Bảo vật đó đáng để bất cứ ai cũng phát cuồng. Cái gì? Ngô Bình hỏi. Người khuân vác nhìn cậu nói, bây giờ anh bạn còn muốn giết bọn tôi không? Ngô Bình, chuyện các người nói cũng có chút tác dụng, tôi tạm thời giữ lại cái mạng nhỏ của các người. Nghe nói thế, hai người cảm thấy khó chịu, nhưng họ cũng nhìn ra được thực lực của Ngô Bình đáng sợ thế nào. Hai người hợp sức lại cũng không đấu lại được nên chỉ đành cười hùa theo. Anh bạn này, cấm chế trong lăng mộ này rất kỳ quái, uy lực rất lớn, mấy người bọn tôi không ai có thể đột phá được, chỉ bằng chúng ta hợp tác với nhau, còn cuối cùng ai có thể lấy được bảo bối thì phải xem bản lĩnh. Lúc này Ngô Bình nhận ra nơi này không chỉ có hai người này, bèn hỏi, ngoài hai người ra, còn mấy người nữa? Còn có bốn người nữa, người đồ đen nói, nhưng hai người trong đó đã nấp đi rồi. Mặc dù tôi cảm nhận được sự hiện diện của họ nhưng cũng không biết họ ở đâu, có thể họ đã bị trúng bẫy. Ngô Bình nhíu mày, chuyện về Hoàng Lăng bí mật như thế, lại có nhiều người xông vào thế này, chẳng lẽ trong đó có âm mưu gì sao? Cậu suy ngẫm một lúc rồi hỏi, cấm chế ở đâu? Người đồ đen, đi về phía trước mấy trăm bước, có một màn sáng đó là cấm chế cấp 1. Ngô Bình, tôi đi xem thử. Mấy người cách nhau mấy chục mét. Cùng đi về phía màn sáng. Môi trường trong lăng mộ này rất kỳ lạ, xa nhất có thể nhìn xa 100 bước, xa hơn thì đều mơ hồ, ngay cả thần niệm cũng không thể phát hiện được. Đi được một đoạn, quả nhiên Ngô Bình nhìn thấy một màn sáng cao hơn 3 mét, rộng hơn 2 mét, có hai người đứng trước màn sáng. Ngô Bình vừa bước vào đã cảm nhận được khí tức của một người trong đó rất quen thuộc. Mặc dù người này đeo mặt nạ, thay đổi hình dạng nhưng cậu vẫn nhận ra người này chính là Lâm Tôn. Nếu Lâm Tôn đã đến thì chẳng phải Y Mị cũng ở đây sao? Quả nhiên trong đầu cậu vang lên một giọng nói êm tai, chính là Y Mị, là anh sao? Khả năng ẩn giấu khí tức của Ngô Bình rất tốt, Y Mị không thể xác định được thân phận của cậu nên mới mạo hiểm hỏi. Ngô Bình khế gật đầu, để lộ kiếm thất tinh Long Uyên của mình ra khỏi vỏ kiếm. Nhìn thấy chuôi kiếm, Y Mị biết thị vệ này chính là Ngô Bình. Thế là một bóng đen từ trên mặt đất trỗi dậy. Dần ngưng tụ lại biến thành một người phụ nữ mặc đồ đen, quấn khăn quàng cổ màu đen, khuôn mặt mơ hồ, chính là Y Mị. Y Mị đứng cách Ngô Bình không xa, truyền âm nói, tôi đi theo dõi Lâm Tôn, không ngờ anh ta đến Hoàng Lăng. Ngô Bình nói tình hình mình biết cho Y Mị, cô ta cười nói, thú vị đấy, không ngờ trong đại hạ thế mà lại có bảo bối như vậy. Ngô Bình, lát nữa làm sao mà chúng ta phá được cấm chế lấy đồ đây? Y Mị. Mọi chuyện hơi kỳ quái, nhiều người đột nhập vào như vậy, các cao thủ bên ngoài không thể không cảm nhận được,
rất có thể là họ muốn lợi dụng trí tuệ và bản lĩnh của những người này giúp họ mở ra cấm chế. Ngô Bình, tôi có cách phá cấm chế, đồng thời sẽ không phá hoại tính năng hoàn chỉnh của cấm chế. Imi, như vậy là tốt nhất, tôi sẽ đánh lạc hướng đám người này, anh nhân cơ hội vào trong xem thử. Chú ý an toàn, nếu bên trong có nguy hiểm thì lập ra chạy ra. Ngô Bình, được. Imi lắc mình, cơ thể bỗng biến thành mấy tia sáng đen, sau đó ngưng tụ thành mấy cái đầu quỷ cực lớn cắn về phía đám người còn lại. Ngô Bình cảm thấy ngạc nhiên, cậu cảm thấy thực lực của mấy cái đầu quỷ này đều rất đáng sợ, ít nhất cũng là thần thông hậu kỳ. Những người còn lại, bao gồm cả Lâm Tôn cũng đều tức giận gầm lên, cả hai bên đấu với nhau. Cùng lúc đó, xung quanh họ xuất hiện một lớp sương mù đen, không nhìn thấy gì trong sương mù đen cả, chỉ có thể nghe thấy âm thanh đánh nhau ác liệt và âm thanh của các loại pháp bảo, thần thông. Một cái đầu quỷ trong đó cũng lao về phía Ngô Bình, dĩ nhiên nó không tấn công cậu thật, chỉ là đang diễn cho người ta thấy thôi. Thế là Ngô Bình nhân cơ hội lùi đến vị trí màn sáng. Ngay khi sương mù đen xuất hiện, cậu lập tức thi triển cửu dương hóa cấm. Thật ra cấm chế này là một bản lĩnh do người đời sau mô phỏng sức mạnh cấm kỵ, sau đó dần hình thành nên nó. Nhưng lực sát thương của vài cấm chế vẫn khá đáng kinh ngạc và bí ẩn, chẳng hạn như hạn chế trước mặt. Ngay khi sức mạnh cửu dương hóa cấm được thi triển, ánh sáng trên màn sáng đã bị hút vào trên người Ngô Bình. Vài giây sau, người cậu hòa vào trong màn sáng rồi biến mất. Cuộc chiến bên ngoài kéo dài được vài phút thì Y Mị lặng lẽ rút lui. Đến khi sương mù đen tan đi, Ngô Bình và Y Mị đã biến mất, chỉ còn lại vài người với sắc mặt khó coi đang mắt to trợn mắt nhỏ. Sau khi Ngô Bình tiến vào màn sáng, chẳng mấy chốc đã xuất hiện ở phía bên kia màn sáng. Đây là một hang ổ nhỏ, xung quanh là các loại tinh thể khác nhau, đầy đủ màu sắc, tỏa ra những lồng dao động sức mạnh kỳ lạ. Cách đó không xa, Ngô Bình nhìn thấy một thai ngọc cao hơn 1 mét. Thai ngọc có màu trong suốt, màu vàng xanh, có thể nghe được tiếng tim đập trong bào thai ngọc. Có 4 võ sĩ áo giáp đen đứng quanh bào thai ngọc, 4 võ sĩ này đều là con rối, khí tức của 4 người đều vô cùng hung hãn. Ngô Bình vừa bước vào, 4 con rối đều quay đầu lại nhìn về phía cậu. Cả người cậu tê dại, bất động đứng đó không dám động đậy. Thế nhưng con rối đã nhìn chằm chằm cậu. Hai người trong đó lập tức đi về phía cậu. Con rối vừa bước đến, sát khí ngút trời ập đến, sắc mặt Ngô Bình khó coi. Ngay lúc này Tiểu Tuấn chui ra từ trong túi cậu, cậu bé hung hăng nhìn con rối áo giáp đen nờ nát, dám đe dọa bố tao, hủy diệt cho tao. Bàn tay mập mạp của cậu bé chỉ về phía trước, 4 con rối áo giáp đen bị phá hủy cùng lúc, biến thành tro. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, Tiểu Tuấn, đây là sức mạnh cấm kỵ của con sao? Tiểu Tuấn mỉm cười gật đầu, bố, chỉ cần là trận pháp và cấm chế, con đều có thể dễ dàng phá bỏ. Mấy thứ vớ vẩn này đều có cấm chế, con có thể tiêu diệt cấm chế trận pháp trong cơ thể chúng trong giây lát. Ngô Bình xoa đầu Tiểu Tuấn nói, làm tốt lắm, nói rồi cậu đi về phía bào thai ngọc đó. Nhịp tim trong thai ngọc đập rất bình tĩnh, Ngô Bình đang chuẩn bị chạm vào thai ngọc thì mèo đen bỗng lên tiếng, nếu cậu có thể luyện hóa vật này thành bí thai thứ hai thì thực lực nhất định sẽ tăng mạnh. Ngô Bình động lòng, sau này cậu còn phải mở thần cùng thứ hai nữa, nếu luyện hóa được thai ngọc này thì có thể sở hữu được sức mạnh uy hùng rồi. Xem ra, thai ngọc vẫn đang hấp thụ linh khí đất trời nơi này, vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Mèo đen, tiếp tới, cậu phải dùng sức mạnh bản thân chăm sóc thai này, như vậy thì lúc luyện hóa sẽ dễ dàng hơn. Ngô Bình lập tức sử dụng đao xương thiên tai, cắt pha lê phía dưới thai ngọc, tạo thành một cái giường pha lê. Sau đó, cậu dùng đưa giường pha lê và thai ngọc bỏ vào trong không gian chứa đồ. Cất thai ngọc xong, cậu cảm giác mặt đất rung chuyển, bên ngoài có người đang tấn công và màn sáng. Cậu chuẩn bị quay về đường cũ, Tiểu Tuấn bỗng nói, bố à, nơi này có lối đi. Ngô Bình nhìn theo hướng cậu ta chỉ thì thấy một cánh cửa ngầm, chỉ là đã bị pha lê phong ấn. Cậu chém một đao, pha lê vỡ vụn, sau đó dùng lực đẩy ra, cửa ngầm đã bị cậu đẩy ra. Sau cửa là một lối đi cũng khá rộng, vì thế cậu men theo thông đạo đi ra ngoài. Đi mấy trăm mét thì bắt đầu đi lên. Lại đi thêm mấy trăm mét, Ngô Bình nhìn thấy phía trước bị một tảng đá chặn lại, cậu nhẹ nhàng đẩy ra, tảng đá lớn di chuyển, để lộ ánh sáng chói mắt. Sau khi ra ngoài mới phát hiện nơi này là một ngọn núi nằm đối diện Hoàng Lăng. Cậu đoán,
Con đường ngầm này là do người xây dựng Hoàng Lăng lúc đầu để lại, chỉ là không biết cuối cùng những người đó có thoát ra được hay không. Mục đích đã đạt được, cậu lập tức rời khỏi nơi này, quay về Đại học Thần Kinh. Ngô Bình đi được mấy phút thì màn sáng phát ra tiếng động vang dội, tự mình sụp đổ. Không có sức mạnh thai ngọc duy trì, màn sáng căn bản không kiên trì được bao lâu. Một ông lão áo vàng dẫn theo mấy thuộc hạ lao vào. Ông lão quan sát xung quanh thì phát hiện vị trí ban đầu của thai ngọc đã bị người ta khoét một lỗ lớn. Đáng chết, ông lão am hiểu khí công, lúc này không nhìn được cũng buột miệng mắng chửi, ánh mắt phóng ra tia chớp, quét sạch xung quanh. Chẳng mấy chốc, ông ta đã phát hiện lối ra, lập tức đuổi theo ra ngoài. Phía sau, một người Á Xanh dẫn người đi theo. Thế nhưng, Ngô Bình sớm đã rời đi rồi, bọn họ không thể đuổi theo được nữa. Tại phòng tự học buổi tối của Đại học Thần Kinh, Ngô Bình bắt đầu học theo tài liệu mà Hàn Băng Nhiên đã tổng hợp giúp cậu. Học được một tiếng đồng hồ, Imi gửi tin nhắn đến, hẹn gặp cậu ở đình Văn Tâm trong trường. Ngô Bình lập tức chạy đến, quả nhiên thấy Imi đang đợi ở đó. Bên trong thế nào, cậu hỏi. Imi nói, người của Hoàng gia xông vào rồi, tôi nhân lúc hỗn loạn mà thoát ra. Xem ra là anh đã lấy rồi. Ngô Bình không che giấu, nói, bên trong có một thai ngọc, đã bị tôi lấy đi rồi. Imi cười nói, không trắng tay là được. Ngô Bình, thai ngọc chỉ có một, tôi sẽ không chia với cô. Viên đan dược này xem như bồi thường cho cô. Nói rồi, cậu đưa một viên bát môn kim thủy đan cực phẩm cho Imi. Imi là người biết xem đồ, ánh mắt cô sáng rực, nói, đây là bát môn kim thủy đan cực phẩm. Ngô Bình nói, tuy cô có kiếp trước, nhưng thân thể kiếp này chưa chắc là hoàn hảo. Dùng đan này sẽ có lợi cho tu hành sau này của cô. Imi cười nói, vậy tôi không khách sáo nữa. Đan dược cực phẩm, không phải có tiền là mua được đâu. Nhận lấy đan dược, cô ấy nói, tôi và Lâm Tôn một trước một sau rời khỏi Hoàng Lăng. Tôi âm thầm theo đuôi thì phát hiện một bí mật của anh ta. Ngô Bình có hứng thú, bí mật gì? Imi, tôi nhìn thấy có hai Lâm Tôn, chỉ là mặc đồ khác nhau. Ngô Bình ngây người, hai Lâm Tôn, có một người là giả sao? Imi lắc đầu, bọn họ có hơi thở giống hệt nhau, chắc chắn đều là Lâm Tôn. Đúng là kỳ lạ, chẳng lẽ là hóa thân, Ngô Bình không hiểu. Imi, không phải hóa thân, thế gian này có một loại công pháp. Tên là Thất Tử Tiên Công, công này mỗi lần tu luyện một thời gian thì có thể tạo ra một cơ thể, cuối cùng một người có thể có được 7 cơ thể. 7 cơ thể, mỗi cơ thể đều có thể tự mình tu luyện. Hơn nữa, cho dù là cơ thể nào chết đi, thì sức mạnh và ký ức của nó đều sẽ truyền thừa cho một cơ thể khác. Ngô Bình nhíu mày, cũng có nghĩa là, muốn giết chết người tu luyện Thất Tử Tiên Công này thì phải giết chết tất cả cơ thể của anh ta. Không sai. Imi nói, tôi vốn muốn tập kích giết chết, nhưng không thể không dừng tay. Ngô Bình cười nói, Lâm Tôn này, quả nhiên không đơn giản. Imi, tôi âm thầm dùng thủ đoạn trên người hai Lâm Tôn, có thể bám theo bọn họ bất cứ lúc nào. Bây giờ, tai khí trên người Lâm Tôn càng lúc càng nặng nề, nhưng cơ duyên cũng càng lúc càng bất phàm, có lẽ anh A đang âm mưu chuyện lớn. Ngô Bình, chuyện này, có liên quan đến thai ngọc bên dưới đế lăng sao? Imi, trước mắt vẫn chưa rõ, tôi sẽ tiếp tục âm thầm điều tra. Hai người nói chuyện trong đình nghỉ, bỗng có một bóng hình từ bên cạnh đi ra, nói, đàn anh. Ngô Bình tập trung nhìn, thì ra là Diệp Ngưng Băng. Lúc trước Hàn Băng Nghiên ở lại Trung Châu vào cuối tuần với Diệp Ngưng Băng, Mộc Băng Thiền. Mấy hôm nay, cô ấy mới quay về trường. Mà cô ấy vừa về trường thì Diệp Ngưng Băng không thể ở lại lâu nên dứt khoát cùng Mộc Băng Thiền quay về Thần Kinh. Mới đây. Cô ấy liên lạc với Hàn Băng Nghiên, biết Ngô Bình đang ở trường nên mới đến tìm cậu. Imi liếc nhìn Diệp Ngưng Băng, Ngô Bình nói, Imi, cô ấy là Diệp Ngưng Băng, là đàn em của tôi. Imi khẽ gật đầu, nhị ấy hai người nói chuyện đi, có chuyện gì tôi sẽ báo với anh. Imi rời đi, Thanh Ngưu cũng từ bên cạnh đi ra. Mấy hôm nay Ngô Bình bảo anh ta âm thầm bảo vệ Diệp Ngưng Băng, đương nhiên anh ta cũng đi theo. Tu vi của cậu cao thâm hơn rồi. Thanh Ngưu nhìn Ngô Bình, khẽ cười. Ngô Bình, vừa mới mở được thần cung thứ nhất, anh Ngưu, mấy hôm nay không có ai tiếp cận Diệp. Ngưng Băng sao? Thanh Ngưu, có ba nhóm người âm thầm bám theo, nhưng tôi không quan tâm. Lần này đi xe, người của đối phương cũng đang âm thầm bám theo, có lẽ đang tìm cơ hội xuống tay. Ngô Bình cười lạnh, lần này đưa Ngưng Băng ra,
là muốn câu lấy cá, cá cũng sắp cắn câu rồi. Diệp Ngưng Băng, đàn anh, ngày mai em muốn quay về học viện Hoàng gia một chuyến. Ngô Bình gật đầu, được, anh đi cùng em. Buổi tối, mấy người Ngô Bình đi đến biệt thự trên núi. Không khí trên đỉnh núi mát mẻ, cách xa thành thị ồn ào, là do Lâm Kiếm Phong đã tặng Ngô Bình lúc trước. Anh ta biết Ngô Bình học tại Đại học Thần Kinh, nói cậu cần một nơi để ở nên thuận tay tặng cho cậu một căn biệt thự. Căn biệt thự này mới xây dựng được hơn một năm, Lâm Kiếm Phong dự định dùng làm nơi thanh tu. Tuy diện tích không quá lớn, nhưng toàn bộ vật dụng bên trong đều là đồ quý giá. Hàn Băng Nhiên cũng đến, không lâu sau, Mộc Băng Thiền cũng đi xe đến, ba cô gái ở cùng nhau rất náo nhiệt. Ngô Bình và Thanh Ngưu tự mình tìm nơi yên tĩnh để tu luyện. Ngô Bình đã tu luyện thành công 9 tầng núi, Trảm Đạo Thập Tam Kiếm cũng đã tu luyện đến kiếm thứ 9, vì vậy tối nay cậu dùng toàn lực để tu luyện Thất Kiếm Trọng Sơn. Lúc tu luyện, không biết thời gian thay đổi ra sao, đến khi Ngô Bình tu luyện thành công Thất Kiếm Trọng Sơn thì mặt trời đỏ rực đã lên cao. Thanh Ngưu đi đến, cười nói kiếm mà cậu luyện thành, ngay cả tôi cũng kinh sợ. Ngô Bình, đây là Thất Kiếm Trọng Sơn, uy lực quả thực rất lớn. Dùng một chiêu này, tôi e rằng phải nghỉ ngơi 3 ngày mới có thể khỏe lại được. Thanh Ngưu, tuyệt học như vậy, chỉ khi lúc cấp bách mới có thể dùng đến. Ngô Bình gật đầu, không sai. Thật ra uy lực lục kiếm trọng sơn cũng đã đủ rồi. Lúc này Hàn Băng Nhiên đi ra, nói, anh Bình, bữa sáng ăn ở đây sao? Hiện tại biệt thự không có bảo mẫu, ăn cơm phải ra ngoài ăn. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, quay về trường ăn đi, đồ ăn ở nhà ăn cũng không tệ. Sau đó, Ngô Bình dùng độn thuật, đưa Mộc Băng Thiền và Hàn Băng Nhiên đến trường, sau đó lại cùng Diệp Ngưng Băng đi về học viện Hoàng gia. Đến học viện, Ngô Bình liên lạc với Trương Tỉnh và Điền Mỹ Mỹ, hai người không quan tâm gì đã chạy đến gặp Ngô Bình. Lúc trước khi ở Thượng Cổ Thánh Địa, Ngô Bình không chỉ cứu mạng của bọn họ, mà còn cho bọn họ cơ hội rất lớn. Đến bây giờ, hai người họ đã trở thành học viên chủ chốt của Học viện Hoàng gia. Nói thế nào thì Ngô Bình cũng là thành viên của Học viện Hoàng gia, vì vậy ban ngày đi loanh quanh khắp nơi, phá lệ lần đầu đến lớp học. Cậu vốn dĩ không có hứng thú đi học, nhưng nghe Trương Tỉnh nói, hôm nay đứng lớp là một nữ luyện đan sư có danh tiếng rất lớn ở tiên giới, tuổi còn trẻ mà đã danh chấn thiên hạ, được rất nhiều nam tu theo đuổi, chuyện này cũng khiến Ngô Bình cảm thấy hiếu kỳ, nên cậu mới lên lớp với mấy người Trương Tỉnh. Phòng học không có bao nhiêu người, tính cả mấy. Người Ngô Bình thì tổng cộng có 10 mấy người. Đây là yêu cầu của nữ luyện đan sư kia yêu cầu, cô ấy nghĩ rằng bản thân không quản được quá nhiều học sinh, vì vậy nên đã giới hạn chỉ tối đa 15 học sinh mỗi lớp học. Vốn dĩ, đi học lớp này thì cần phải xin, nhưng Ngô Bình là nhân vật nổi danh, cậu chỉ nói với Mộng San một tiếng thì lập tức có được cơ hội nghe giảng rồi. Sở dĩ học viện đưa lớp đan dược vào là vì sau này học viên không tránh được việc phải mua đan dược, dược liệu. Vì vậy những kiến thức căn bản về đan dược, thảo dược cũng rất quan trọng. Ngô Bình vừa đến phòng học, các học viên đều nhìn với những ánh mắt phức tạp, có ngưỡng mộ, mà cũng có ghen tị. Trương Tỉnh và Ngô Bình ngồi ở vị trí phía sau. Cậu vừa ngồi xuống, thì một người đàn ông ngồi ở hàng đầu bỗng đứng dậy đi đến. Người này trông rất cao lớn, hai vai rộng hơn người thường rất nhiều, khí thế quanh người uy nghiêm. Nhìn thấy người này đi đến, Trương Tỉnh khẽ nhíu mày. Anh ta thấp giọng nói với Ngô Bình, anh Ngô, người này vừa mới vào học viện Hoàng gia, tên Âu Dương Trấn Phi. Nghe nói ông anh ta là một nhân vật của tông môn tiên giới, bố anh ta là tướng quân võ uy mới nhậm chức. Người đó đi đến trước mặt Ngô Bình, cười hỏi, anh là Ngô Bình sao? Ngô Bình nhìn đối phương, khẽ cười, là tôi, anh tìm tôi có việc gì sao? Âu Dương Trấn Phi nhếch miệng khẽ cười, tôi đến học viện Hoàng gia thì nghe thấy rất nhiều tin đồn về anh. Nói anh rất lợi hại, lai lịch rất lớn. Cho nên, Ngô Bình nhìn anh ta. Âu Dương Trấn Phi, trước khi tôi đến thì đi theo bố tôi tu hành, tôi muốn tìm bạn học Ngô rèn luyện thử xem. Ngô Bình lắc đầu, anh quá yếu, tôi không có hứng thú. Lời này khiến người khác rất tổn thương, sắc mặt Âu Dương Trấn Phi u ám, anh nói gì? Trương Tỉnh lập tức sát thêm muối, ý của anh ấy là, anh không xứng để thách đấu với anh ấy. Âu Dương Trấn Phi tức giận. Ngô Bình, anh kiêu căng quá đấy. Ngô Bình nhướng mày, đang chuẩn bị dạy dỗ cái tên không có mắt này một trận thì một nữ tu chừng 20 tuổi đi vào, mặc bộ đồ màu tím, vẻ ngoài rất xinh đẹp,
cô ấy chính là nữ luyện đan sư mà Học viện Hoàng gia đã bỏ ra số tiền lớn để mời về. Thấy giảng viên đi vào, Âu Dương Trấn Phi chỉ đành phải quay về chỗ ngoài, nhưng vẫn không phục hung hăng chừng nhìn Ngô Bình. Nữ giảng viên vào giảng đường, khế gật đầu chào. Mọi người, tôi tên Mộ Dung Linh Âm, là đệ tử chân truyền của Ngũ Linh Đan Tông. Quê nhà tôi ở giới thế tục, lần này được phó viện trưởng mời đến giảng dạy, hy vọng mọi người trân trọng cơ hội này, nghiêm túc học hành. Cô ấy mở đại cương đã chuẩn bị cẩn thận tiết học. Hôm nay, chủ yếu tôi sẽ nói về phân loại và công dụng của dược liệu. Mộ Dung Linh Âm giảng những thứ này, Ngô Bình đều đã biết, nhưng cậu vẫn nghiêm túc lắng nghe. Ngô Bình sớm đã trở thành nhân vật phong vân tại học viện, truyền thuyết về cậu, mỗi học viên đều từng nghe qua. Nhưng, trong đó có vài người không phục, dù sao cũng không ai lại nghĩ mình sẽ kém hơn người khác. Trong đó, có vài người sau khi nghe Mộ Dung Linh Âm chỉ dạy thì cảm thấy bản thân mình đã lĩnh ngộ được rất nhiều về thảo dược, khó tránh muốn đối đầu với Ngô Bình. Đan sư này, trước tiên là nói những phương pháp để phân biệt dược liệu, lấy ra vài gốc thảo dược để giảng giải. Mấy người tự nhận mình đã lĩnh ngộ đủ giỏi thì đầu giơ tay phát biểu, dũng cảm thể hiện bản thân. So với bọn họ, biểu hiện của Ngô Bình lại quá bình thản, không hề trả lời, cũng không hề thắc mắc, chỉ khế cười nhìn Mộ Dung Linh Âm giảng bài. Nhìn thoáng qua đã biết rõ, Ngô Bình thông qua những hiểu biết của Mộ Dung Linh Âm về dược liệu cũng biết được nữ đan sư này cũng không hề đơn giản, chắc chắn có thiên phú bất phàm về đan đạo. Lúc này, Mộ Dung Linh Âm lấy ra một gốc thảo dược. Nia là một gốc thảo dược hiếm gặp, mọi người ai phân tích dược tính của nó được nào? Âu Dương Trấn Phi lập tức giơ tay, bước lớn đi đến trước bục, cầm lấy thảo dược khẽ ngửi, sau đó ngắt một đoạn nhỏ bỏ vào miệng, cố gắng tìm hiểu dược tính của nó. Thấy anh ta làm như vậy, Ngô Bình không nhịn được khế lắc đầu, bởi vì cậu đã nhìn ra được thảo dược cai có độc tính. Chỉ là Mộ Dung Linh Âm không ngăn lại. Thử dược liệu rồi, Âu Dương Trấn Phi nói, thưa cô. Dược này có 3 loại dược tính. Anh ta nói được nửa chừng thì miệng tê dại, sau đó không thốt ra được một chữ, bất giác gấp gáp. Lúc này mọi người mới phát hiện, miệng Âu Dương Trấn Phi bắt đầu đỏ tím lên, sau đó cả gương mặt của anh ta cũng đỏ ửng, rõ ràng đã bị trúng độc. Mộ Dung Linh Âm lấy một phiến là cho anh ta nuốt xuống, lạnh nhạt nói, đây là một bài học cho cậu, dược liệu mình không biết, tuyệt đối không được tùy ý nếm thử, có khả năng lấy mất cái mạng nhỏ cậu đấy. Lúc này, một nam học viên tự nhận đã nắm rõ kỹ thuật lại giơ tay. Anh ta đi đến trước dược liệu, quan sát kỹ càng một lúc sau đó rất tự tin lên tiếng, thưa cô, dược liệu này có một loại độc tính, 3 loại dược tính có lợi, chắc hẳn có thể bồi bổ cơ thể, dùng để luyện hình thể. Còn có bạn học này có ý kiến khác không? Mộ Dung Linh Âm hỏi, ánh mắt bỗng nhiên nhìn sang Ngô Bình. Bạn học này, có phải cậu không đồng ý không? Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn Ngô Bình. Ngô Bình cảm thấy kỳ lạ, Mộ Dung Linh Âm này không tìm học viên nào khác để hỏi, sao đột nhiên lại hỏi cậu, bản thân cậu cũng không lơ là, vẫn luôn tập trung nghe giảng. Sau đó thì cậu hiểu ra, nữ luyện đan sư này 8 phần là đang thử mình, dù sao kiểu câu hỏi này, học viên mới căn bản không thể đáp đúng. Vì vậy đứng dậy, tôi có ý kiến khác. Nghe thấy cậu nói như vậy, học viên trước đó rất không phục, bạn học Ngô. Chẳng lẽ cậu nghĩ rằng dược liệu này có 4 loại dược tính sao? Ngô Bình không trả lời, mà trực tiếp đi qua, nhận lấy dược liệu, ngắt một phiến lá, dùng đầu ngón tay miết ra nước. Lập tức, trong không khí xuất hiện mùi hương kỳ lạ, còn có chút hơi cay nhàn nhạt. Học viên kia ngây người, ngạc nhiên nói, chuyện gì vậy? Ngô Bình, có vài dược liệu biết cách ngụy trang, chỉ ở những trạng thái nhất định mới để lộ rõ dược tính đầy đủ của mình. Ví dụ như gốc dược liệu này. Nó có chứa 7 loại dược tính, và một ít độc tính nhẹ. Nghe thấy Ngô Bình nói vậy, Âu Dương Trấn Phi đã hồi phục khả năng nói chuyện vẫn không phục, anh đang nói bừa sao. Mộ Dung Linh Âm khế cười, nói, lúc trước tôi nghĩ rằng dược này chỉ có 7 loại dược tính, nhưng cậu lại có thêm một loại. Học viên nam kia lập tức nói, quả nhiên là nói bậy, ngay cả giáo viên cũng đã nói có 6 loại dược tính, còn anh lại nói có 7 loại dược tính. Ngô Bình, có những dược tính của vài loại dược liệu bình thường đều ở trạng thái che giấu, chỉ khi nó hoàn toàn để lộ trong không khí một thời gian ngắn thì những dược tính này mới xuất hiện. Nói xong Cập Linh Âm, cười nói, lại đưa dược liệu đến mũi Mộ Dung cô ngửi thử xem. Mộ Dung Linh Âm khẽ ngửi, ánh mắt sáng lên, nó, đúng là có thêm một loại dược tính. Dược này,
theo ghi chép trong sách thuốc của bản tông, lại không nhắc đến loại dược tính thứ bảy này, không ngờ lại bị cậu phát hiện. Mọi người kinh ngạc, ánh mắt nhìn Ngô Bình đầy vẻ khâm phục, cậu còn lợi hại hơn cả giáo viên sao? Mộ Dung Linh âm cười, nói tôi nghe phó viện trưởng nói học viện có một thầy luyện đan trẻ tuổi, đúng là tai nghe không bằng mắt thấy, tôi phải học hỏi thêm rồi. Ngô Bình, quá khen. Mộ Dung Linh âm, không biết có thể xin cậu Ngô chỉ bảo thêm về một vài điểm thắc mắc trong đan đạo không? Ngô Bình gật đầu, không dám, có thể trao dồi với nhau. Âu Dương Trấn Phi càng nhìn càng khó chịu với Ngô Bình, thật ra anh ta bất ngờ đến học viện Hoàng gia chỉ có một mục đích duy nhất, đó là tiếp đãi Mộ Dung Linh Âm. Nhưng anh ta lại không biết sở dĩ Mộ Dung Linh Âm chịu đến học viện Hoàng gia chỉ là vì muốn được gặp Ngô Bình một lần. Mộ Dung Linh Âm, thời gian trước, tôi có luyện một lò đan, tên là Càn Khôn Chính Khí Đan, tác dụng của đan dược này là loại bỏ năng lượng tiêu cực và cảm xúc tiêu cực sinh ra trong người tu sĩ trong thời gian họ đột phá. Nhưng lúc tôi luyện loại đan dược này, có hai loại dược tính loại bỏ nhau, rất khó kết hợp. Tôi đã thất bại gần 27 lần, cuối cùng cũng vẫn không thành công. Tôi đã từng hỏi không ít thầy luyện đan nhưng cách mà họ đưa ra nếu không phải giá thành cao thì thao tác cũng cực kỳ phức tạp. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, có thể cho tôi xem phương thuốc được không? Mộ Dung Linh Âm liền lấy đơn thuốc ra, đồng thời nói với mọi người, tiếp theo đây tôi và cậu Ngô sẽ biểu diễn cho mọi người xem quá trình luyện đan. Đối với mọi người mà nói chuyện này là rất khó nhưng trải nghiệm lần này sẽ giúp mọi người hiểu sâu hơn về sự ảnh hưởng lẫn nhau của các dược tính khác nhau. Ngô Bình nhìn sơ qua đơn thuốc thì đã cảm nhận được vấn đề nằm ở chỗ nào, cậu nói, thầy luyện đan Mộ Dung, mời cô luyện một lò. Mộ Dung Linh Âm biết Ngô Bình đang muốn tìm ra vấn đề thông qua việc quan sát cô ta luyện đan. Cô ta gật đầu, vẫy nhẹ cánh tay trắng nõn, một lò đan màu bạc xuất hiện trên bục diễn thuyết. Thế là cô ta bắt đầu luyện Càn Khôn Chính Khí Đan trước mặt tất cả các sinh viên. Đối với tất cả các bước, phía trước, Ngô Bình chỉ xem chứ không nói gì, đến khi Mộ Dung Linh Âm cho một loại dược liệu vào lò đan thì Ngô Bình mới nói thời gian không đúng. Lúc này cả ba loại dược tính đều đang phản ứng ở tương thứ hai, cần qua tương thứ ba mới cho dược liệu vào. Hơn nữa, lúc cho dược vào lò thì bắt buộc phải dùng pháp lực đánh nát để dược tính có thể lập tức lan tỏa khắp lò đan. Bắt kịp giai đoạn phản ứng thứ ba. Mộ Dung Linh Âm nghe Ngô Bình nói vậy thì giật mình, anh có thể cảm nhận được phản ứng vi mô trong lò đan sao? Trong quá trình luyện đan, phản ứng của đan dược là một quá trình vô cùng phức tạp, trải qua rất nhiều giai đoạn, trong đó phản ứng lần thứ nhất được gọi là tương thứ nhất, lần phản ứng thứ hai gọi là tương thứ hai, một số quá trình đan đạo phức tạp có quá trình phản ứng vượt quá 10 tương, trong đó có những thay đổi rất nhỏ. Chỉ có thầy luyện đan có kinh nghiệm phong phú mới có thể nắm được. Ngô Bình không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm lò luyện đan, sau 3 giây rưỡi thì nói, cho thuốc vào. Mộ Dung Linh Âm không kịp nghĩ gì nhiều, ném dược liệu trong tay vào lò và dùng pháp lực nghiền nó thành bột, biến thành sương mù màu xanh lá, tỏa khắp lò. Sau đó, Ngô Bình không nói gì nữa, vì thao tác của Mộ Dung Linh Âm đã khá ổn. Lúc tất cả dược liệu đều được cho hết vào lò thì cậu nói, Càn Khôn Chính Khí Đan này phải kết hợp với đan quyết đặc biệt, thầy luyện đan Mộ Dung dùng loại nào thế? Mộ Dung Linh Âm nói, mời xem. Hai tay của cô ta nhảy múa như bướm, lập tức liền có 24 kiểu thay đổi được sinh ra, các tấm phù. Văn bay lên không rồi được cậu đánh vào trong lò đan. Sau khi cô ta thi triển xong, Ngô Bình lại đột ngột bấm đan quyết, đánh 6 tấm phù văn vào lò đan. Lúc này, lò luyện đan yên ắng bỗng rùng lên, 15 phút sau, lò đan trở lại bình thường. Có thể mở lò được chưa? Mộ Dung Linh Âm thấy được thủ thuật xuất sắc của Ngô Bình thì lập tức hỏi ý kiến của cậu. Ngô Bình lắc đầu, một lát sau mới gật đầu. Mộ Dung Linh Âm chưởng nhẹ, nắp lò đan bật ra, 4 viên đan dược từ bên trong bay ra, mỗi viên đều toát ra chính khí ngút ngàn, cảm giác ấm áp tràn vào tim tất cả mọi người ở hội trường. Mộ Dung Linh Âm đưa tay thu số đan dược đó vào lòng bàn tay mình, chúng tỏa ra ánh sáng rực rỡ cùng hương thơm ngào ngạt. Ngô Bình liếc qua rồi cười, nói, chúc mừng, là đan dược thượng phẩm. Mặc dù cậu đứng bên cạnh chỉ dẫn cả quá trình nhưng phần lớn mọi chuyện là do Mộ Dung Linh Âm thực hiện, bây giờ luyện được đan dược thượng phẩm thì đã là một kết quả rất tốt. Mộ Dung Linh Âm rất vô cùng khâm phục, cảm thán, thầy luyện đan Ngô, kỹ thuật đan đạo của cậu trên cả tôi, thật khiến người khác kính phục. Ngô Bình cười, nói cô quá khen rồi, lò đan này chủ yếu vẫn là do cô Mộ Dung luyện, tôi chỉ ở bên cạnh giúp một tay thôi.
Mộ Dung Linh âm cười, không nói thêm nữa, chỉ nói cậu Ngô vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi trước đã. Ngô Bình gật đầu, quay về chỗ ngồi của mình. Trương Tỉnh và Điền Mỹ Mỹ liền đưa ngón tay cái lên, họ lại cảm thấy kính phục và ngưỡng mộ Ngô Bình hơn nữa. Lúc Ngô Bình lên lớp, bên ngoài giảng đường bỗng có tiếng bước chân đều răm rắp truyền vào, một nhóm thị vệ hoàng cung mặc áo giáp bước vào, đứng hai bên. Một người đàn ông mặc áo quan màu đỏ đi phía sau bước đến, nhìn quanh rồi nhìn Ngô Bình, hỏi, Bình sao? Ngô Bình nói, là tôi, anh là ai? Người đó cười, nói tôi là đề đốc Long Môn của triều đình, nhận lệnh của hoàng hậu đến để mời cậu Ngô vào cung. Long Môn là đông môn của hoàng cung, còn được gọi là Thanh Long Môn. Trưởng quan phụ trách an toàn của đông môn gọi là đề đốc đông môn, dưới trướng của họ có ba doanh, phụ trách trị an và tuần tra trong và ngoài thành. Ngô Bình nhớ đến vị chỉ huy sứ trước đây, xem ra anh ta đã chuyển lời của cậu với hoàng hậu. Cậu biết, giờ cậu không chỉ đại diện cho bản thân mà còn đại diện cho Thái Hoàng giáo. Với thân phận là đệ tử nòng cốt của Thái Hoàng giáo, địa vị của cậu không thua kém hoàng hậu, vì vậy đương nhiên không cần phải khách sáo với anh ta. Những người trong lớp trước đó không phục Ngô, Bình đến giờ đến thấy vui thầm, trong lòng nghĩ chắc tên nhóc con này đã đắc tội với nhân vật lớn nào đó nên mới bị đưa vào hoàng cung, mong cho cậu đi luôn khỏi về nữa. Muốn tôi vào cung, là hoàng hậu nói vậy sao? Ngô Bình hạ giọng nói với vẻ mặt lạnh lùng. Vị đề đốc Long Môn đó giật mình, trước khi đến đây hoàng hậu đã dặn người trước mặt anh ta đây không dễ dây vào, bảo anh ta đừng chọc đối phương nổi giận. Thế là anh ta liền nói, hoàng hậu nương nương mời các hạ vào cung gặp mặt. Tôi đang học, không có thời gian đi, về nói với hoàng hậu của các anh, bà ta muốn gặp tôi thì hãy đến học viện hoàng gia tìm tôi. Hơn nữa, tôi chỉ rảnh hôm nay thôi, nếu bà ta không đến thì ngày mai tôi không có thời gian gặp bà ta đâu. Các sinh viên nghe Ngô Bình nói thế thì đầu ngây ra, sao cậu lại dám nói chuyện kiểu đó, bảo hoàng hậu đến tìm cậu. Hơn nữa còn quy định thời gian. Đề đốc Long Môn im lặng một lúc rồi trả lời bằng giọng cung kính, cậu Ngô, dù sao địa vị của hoàng hậu cũng tôn quý, không tiện ra ngoài, cậu Ngô xem có thể chịu thiệt thòi chút, theo hạ quan vào cung một chuyến không? Không có thời gian, Ngô Bình khó chịu trả lời, chỗ này là giảng đường, các anh hãy đi ngay đi. Đề đốc Long Môn suy nghĩ một lúc rồi chắp tay, nói với Ngô Bình, vậy hạ quan không làm phiền công tử nữa. Sau khi nhóm người đó rời đi, Mộ Dung Linh Âm tiếp tục tiết học của cô ta cho đến khi hết tiết. Sau tiết học, Mộ Dung Linh Âm đi thẳng về phía Ngô Bình, nói cậu Ngô có thời gian đến chỗ tôi nói chuyện không? Ngô Bình biết cô ta muốn hỏi thêm về một số kiến thức đan đạo, hiếm khi gặp được người chung ngành nên cậu đã vui vẻ đồng ý. Mọi người thấy hai người họ cười cười nói, kề vai ra khỏi giảng đường thì đều rất bất ngờ. Không ngờ lại dám không nể mặt hoàng hậu. Còn khiến thầy luyện đan Mộ Dung kính trọng như thế, rốt cuộc anh ta là ai? Có người bỗng thốt lên, mặc dù họ cũng biết một chút về thân phận của Ngô Bình nhưng hiểu biết có giới hạn nên ai cũng rất bất ngờ. Trương Tỉnh bình thản đáp, Ngô Sư Huynh là đệ tử nòng cốt của đại giáo, có biết thế nào là đại giáo không? Họ tùy tiện cho một đệ tử đến thì hoàng gia cũng phải xem như khách quý, tiếp đãi nhiệt tình đấy. Nghe Trương Tỉnh nói thế, tâm trạng của mọi người đều không giống nhau. Lúc này những người không phục trước đó đều không khỏi nản chí, họ biết rất rõ, cho dù cố gắng thế nào thì cả đời này cũng không thể đạt đến trình độ giống Ngô Bình. Phó viện trưởng Mộng San sắp xếp cho Mộ Dung Linh Âm một khu ở rất yên tĩnh, trong sân có rất nhiều hoa và cây, tỏa hương khắp nơi. Phòng khách cũng cực kỳ thanh tao. Mộ Dung Linh Âm vừa đến, một người giúp việc mười mấy tuổi vội bước đến pha trà tiếp đãi khách. Hai người ngồi đó nói đến chuyện đan đạo, Mộ Dung Linh Âm được nhiều lợi. Vài vấn đề mà ngay cả sư trưởng cũng không thể giải quyết được thì lúc này cũng được giải quyết rõ ràng. Hai người càng nói, Mộ Dung Linh Âm càng kính phục Ngô Bình. Lúc này Mộng San đến, Mộ Dung Linh Âm cũng mời bà ta đến phòng khách. Bà ta nói, thầy luyện đan Mộ Dung, tôi không gạt cô chứ nhỉ? Mộ Dung Linh Âm cười nói, cảm ơn phó viện trưởng, hôm nay tôi thu hoạch khá lớn. Ngô Bình sửng sốt hỏi, phó viện trưởng. Chẳng lẽ thầy luyện đan Mộ Dung đến đây có liên quan đến tôi à? Mộng San không phủ nhận, nếu không nhắc đến đan đạo của cậu một chút thì e là thầy luyện đan Mộ Dung sẽ không đến đây dậy mất. Trước đó chuyện Ngô Bình luyện đan đã được mấy người Trương Tỉnh truyền ra ngoài, dĩ nhiên Mộng San cũng biết, bà ta bèn lấy cớ đó mời Mộ Dung Linh Âm đến.
Mộ Dung Linh Âm nghe có một người cùng tuổi có kỹ năng luyện đan cao siêu như vậy, dĩ nhiên là muốn đến học hỏi. Nhưng bây giờ bà ta đã nhờ Ngô Bình chỉ dạy với vai trò là học sinh. Trình độ đan đạo của thầy luyện đan Ngô còn cao gấp 10 lần những gì phó viện trưởng nói, Linh Âm kính phục. Ngô Bình, quá khen rồi. Nói chuyện qua lại vài câu, Mộng San nói đến vấn đề chính, Ngô Bình, tôi nghe nói Hoàng hậu phái người mời cậu nhưng cậu từ chối à? Ngô Bình vâng một tiếng, trước đó tôi xảy ra mâu thuẫn với người của Hoàng hậu tìm tôi chắc là vì chuyện lần trước. Mộng San, vị Hoàng hậu này không đơn giản, có tầm ảnh hưởng cực kỳ lớn trong Hoàng triều. Nếu không cần thiết, tôi nghĩ đừng trở mặt với bà ta. Ngô Bình, tôi không gặp bà ta, dĩ nhiên cũng sẽ không có mâu thuẫn gì. Ba người nói chuyện một hồi, thấy sắp đến trưa, Mộng San đề nghị đến chỗ bà ta ăn cơm, bà ta tự mình xuống bếp. Tất nhiên Ngô Bình và Mộ Dung Linh Âm đều đồng ý, ba người cùng đến kim đỉnh các của Mộng San. Mộng San đi vào phòng bếp, Ngô Bình và Mộ Dung Linh Âm ở phòng khách nói chuyện. Lúc sắp ăn cơm, Trương Tỉnh vội vàng chạy đến, đứng ngoài cửa gọi, sư huynh Ngô. Ngô Bình bước ra nhìn nói, có chuyện gì mà hoảng hốt thế? Trương Tỉnh nói, sư huynh, có một người tên là Lâm Kiếm Phong đến tìm. Ngô Bình thầm nghĩ Lâm Kiếm Phong là con của Lâm Tướng, anh ta đến chẳng lẽ có liên quan đến Hoàng hậu. Ngẫm nghĩ một hồi, cậu nói, dẫn anh ta đến chỗ cậu đi. Ừ, Ngô Bình vừa đến chỗ của Trương Tỉnh đã nhìn thấy. Lâm Kiếm Phong đứng trong sân, thấy cậu đến, anh ta cười N.O. Ngô. Ngô Bình cười nói, cậu Lâm, sao lại chạy đến học viện Hoàng gia tìm tôi vậy? Lẽ nào có việc gì gấp à? Lâm Kiếm Phong bước đến, khẽ thở dài, cách đây không lâu, bố tôi đến tìm tôi hỏi tôi có thể khuyên cậu Ngô không? Ngô Bình bình tĩnh nói, khuyên tôi gì cơ? Lâm Kiếm Phong nói Âu Ngô, dù sao Hoàng hậu cũng là Hoàng hậu, mặc dù cậu xuất thân từ đại giáo nhưng bây giờ lại muốn sống trong thế tục. Tôi nghĩ không cần thiết phải gây mâu thuẫn với Hoàng hậu. Ngô Bình nói, cậu Lâm mong tôi đến Hoàng cung à? Lâm Kiếm Phong cười nói, đương nhiên là không phải. Cậu Ngô xuất thân cao quý, ý của Hoàng hậu là nhờ nhà họ Lâm ra mặt gặp cậu Ngô, không biết cậu Ngô có chịu nể mặt tôi không? Ngô Bình suy ngẫm một lúc, sau đó nói, được, tôi nể mặt cậu Lâm một chút. Lâm Kiếm Phong mừng rỡ, vậy thì tốt quá, nếu cậu Ngô có thời gian, 8 giờ tối nay Hoàng hậu sẽ đợi ở nhà tôi. Hai người không nói được thêm câu nào, Lâm Kiếm Phong lại vội vàng tạm biệt. Có vẻ là về sắp xếp, dù sao Hoàng hậu đến thì cũng phải chuẩn bị nhiều thứ. Tiễn Lâm Kiếm Phong đi, Ngô Bình hừ một tiếng. Thanh Nghiêu xuất hiện bên cạnh cậu, nói tôi đi với cậu. Ngô Bình, tôi chỉ là thắc mắc tại sao Hoàng hậu lại cứ nhất quyết muốn gặp tôi. Lẽ nào bà ta biết là tôi lấy thai ngọc đi à? Thanh Nghiêu, bà ta muốn cái gì thì đến lúc đó sẽ biết, cần gì phải nghĩ nhiều thế. Ngô Bình khẽ cười, cậu Nghiêu nói phải. Sau đó cậu quay lại Kim Đỉnh Các, ăn cơm với Mộ Dung Linh Âm và Mộng San. Đến buổi chiều cậu và Diệp Ngưng Băng rời khỏi học viện Hoàng gia đến một vùng hoang vu. Hai người dừng bên cạnh một hòn đá lớn, Ngô Bình nói, họ đến rồi. Cậu vừa dứt lời một ông lão gầy gò xuất hiện, ông ta mặc một bộ giò đen, trên tay áo thêu hình năm đầu lâu màu trắng. Cả người ông lão toát ra phong thái tiên khí, hai tay để ra sau lưng, này cô bé. Cô muốn tự sát hay để tôi tự ra tay? Người này vừa xuất hiện, Ngô Bình đã biết người này. Là cường giả thần thông cấp 10. Giọng Thanh Nghiêu vang lên trong tai cậu, cậu Ngô, có cần tôi ra tay không? Ngô Bình nói, mặc dù thần thông cấp 10 khá mạnh nhưng tôi cũng không sợ ông ta. Cậu lấy kiếm thất tinh Long Uyên ra, lạnh lùng nói, muốn giết Diệp Ngưng Băng thì phải qua ải của tôi trước. Ông lão nhìn Ngô Bình, hừ một tiếng nói, tôi nghe nói đến cậu rồi. Lần trước cậu gây trở ngại từ bên trong. Nhưng lần này cậu không cứu cô ta được đâu. Cứ thử xem. Lúc này Ngô Bình bỗng tiến đến một bước, bí lực. Thất tinh trảm đạo trong người lan ra, cậu dùng sức thi triển lục kiếm trọng sơn. Một tia kiếm quang chói sáng chém xuống, nhanh như chớp, sức mạnh phá pháp, chồng chéo, thương hồn, đâm chém, suy yếu đều tụ lại vào trong lục trọng sơn của cậu, rất nhiều sức mạnh hợp lại. Đòn tấn công này của Ngô Bình có lực sát thương gấp mấy trăm lần. Kiếm quang bỗng biến mất, sau một nhát đâm, kiếm quang xuất hiện trước mặt ông lão. Trước mặt ông lão lóe sáng, sau đó cái đầu văng ra xa, hai pháp bảo hộ thân, ba lá bùa của ông ta lập tức bị chém đứt,
sức mạnh đáng sợ nổ tung trên người ông ta. Ông ta hoảng hốt, ý thức của ông ta hơi mơ hồ, vô thức hét lên một tiếng, sử dụng bùa thế thân. Phụt, cơ thể do bùa thế thân biến thành nổ tung, ông ta xuất hiện cách đó cả mấy trăm mét, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Này, cậu dùng gì thế, thế mà lại đáng sợ đến thế, ông ta gào lên. Thế nhưng Thanh Ngưu bỗng xuất hiện phía sau, đánh một đòn rất nhẹ vào đầu ông ta. Đầu ông lão rụt lại, bị đánh vào trong cổ, nguyên thần nổ tung, hình thần bị tiêu diệt. Giết được ông lão rồi, Thanh Ngưu lục lọi trên người ông ta rồi quay lại bên cạnh Ngô Bình. Ngô Bình cực kỳ hài lòng với uy lực của lục kiếm trọng sơn, nếu ông ta không có bùa thế thân thì nhát kiếm đó của tôi đã có thể giết ông ta rồi. Thanh Ngưu, không thể xem thường tu sĩ thần thông của thế giới này, người này không ngờ cậu Ngô lại mạnh như thế. Nếu ông ta có chuẩn bị đầy đủ, e là cậu Ngô rất khó làm ông ta bị thương. Dĩ nhiên Ngô Bình hiểu pháp bảo và bản lĩnh của tu sĩ thần thông hậu kỳ rất mạnh, cho dù không đánh lại, họ cũng có rất nhiều cách để thoát. Diệp Ngưng Băng xem đồ của đối phương một lát, bỗng nói, người này là trưởng lão của nhà họ Hà, đây là lệnh bài thân phận. Ngô Bình cầm lấy rồi nói, Ngưng Băng, hay là chúng ta đến nhà họ Hà một chuyến? Diệp Ngưng Băng sửng sốt, đến nhà họ Hà. Ngô Bình, nhà họ Hà biết rõ em là đệ tử của Thái Hoàng giáo, mà còn dám ra tay, nếu không dạy dỗ bọn họ thì sự an toàn của em vĩnh viễn sẽ bị đe dọa. Diệp Ngưng Băng, nhà họ Hà cao thủ nhiều như mây, chúng ta cứ như vậy tấn công có phải mạo hiểm quá không? Ngô Bình, nhà họ Hà là thế gia hoàng nhất đẳng, có thể đối đầu với tông môn nhất phẩm mạnh nhất, thế lực như vậy chắc chắn bên trong có nhân vật đạo cảnh chấn giữ. Diệp Ngưng Băng gật đầu, không sai. Tổ tiên nhà họ Hà là một cao thủ đạo cảnh tầng 3. Kẻ thù của em, có địa vị thế nào ở nhà họ Hà? Diệp Ngưng Băng ngẫm nghĩ rồi nói, cặp vợ chồng Duy giết em là đời cháu của lão tổ nhà họ Hà, địa vị ở nhà họ Hà cũng không thấp. Ngô Bình, nếu không phải nhân vật quan trọng của nhà họ Hà thì giết cứ giết thôi, chuyện này căn bản sẽ không ảnh hưởng đến lão tổ nhà họ Hà. Diệp Ngưng Băng hiểu ý của Ngô Bình, ý anh nói là trực tiếp giết chết cặp vợ chồng kia. Ngô Bình gật đầu, bọn họ chết thì còn ai quan tâm đến người đã tái sinh chứ? Lúc này, một miếng ngọc phù trên người người chết bắt đầu phát sáng, Ngô Bình vươn tay vuốt mặt, lập tức biến thành vẻ ngoài của người chết, sau đó đối quần áo của anh ta. Tiếp đó, cậu mở ngọc phù, một luồng sáng từ ngọc phù chiếu xuống, ngưng tụ thành hình dáng một người phụ nữ trẻ tuổi. Bà ta hỏi, Nghiêm trưởng lão, chuyện đã giải quyết xong rồi sao? Lúc này Diệp Ngưng Băng cũng phối hợp ngồi dưới đất, vẻ mặt uể oải như đang bị khống chế. Ngô Bình dùng giọng của người chết nói, tôi đã khống chế được cô ta rồi. Người phụ nữ cay độc nhìn Diệp Ngưng Băng dưới đất, không chết là tốt nhất. Có lao trưởng lão đưa con tiện tỳ này đến một nơi an toàn, vợ chồng chúng tôi lập tức chạy tới, tự mình xử lý cô ta. Vừa nghe đối phương nói muốn đến giới thế tục, đúng ý Ngô Bình, cậu gật đầu, mọi người đến rồi cứ liên lạc với tôi. Ánh sáng ngọc phù biến mất, Diệp Ngưng Băng lập tức đứng dậy nói, bọn họ chắc chắn muốn đến giày vò em, khiến em sống không bằng chết, cặp vợ chồng này đúng là ác độc. Ngô Bình, vốn định đến nhà họ Hà một chuyến, bây giờ xem ra không cần nữa rồi. Cậu nói với Thanh Ngưu, anh Ngưu, đến lúc đó vẫn vời nhờ anh ra tay. Thanh Ngưu, chuyện nhỏ, cậu chỉ cần dặn dò là được. Sau đó, Ngô Bình tìm một cái miếu bỏ hoang gần đó, nằm ở lưng chừng núi, đã lâu không tu sửa, hai người bèn đến đây đợi. Trong lúc rảnh rỗi, Ngô Bình bắt tay luyện hóa cửu chuyển hóa huyền công. Tầng thứ ba của công pháp này phải luyện chế được hai loại cấm kỵ trở lên, trước đó cậu đã luyện hóa được mục nát chỉ lực, lúc luyện hóa nghịch chuyển thời quan chỉ lực thì tiến triển khá chậm, vẫn chưa thử lại. Lúc này, cậu lại tiếp tục luyện hóa. Sức mạnh cấm kỳ nghịch hóa thời quang kia nằm trong pháp khiếu của cửu cung thiên cơ đồ, tuy cũng có thể dùng được nhưng không thể nắm giữ toàn bộ, càng không thể phát huy được thủ đoạn thần kỳ của nghịch chuyển thời gian. Sức mạnh cấm kỳ nghịch chuyển thời quan được cậu lấy ra, đồng thời cũng sử dụng sức mạnh cửu dương hóa cấm bắt đầu luyện hóa. Quá trình luyện hóa xem như cũng thuận lợi, khoảng chừng nửa tiếng sau, Ngô Bình đã luyện hóa được luồng sức mạnh cấm kỳ đầu tiên. Sức mạnh này vừa xuất hiện, Thanh Ngưu và Diệp Ngưng Băng ở bên cạnh đã cảm thấy ý thức mơ hồ. Thanh Ngưu giật mình, anh ta nhìn đồng hồ, nói, vừa nãy tôi chỉ mới ngây người chốc lát, không ngờ đã trôi qua một phút rồi. Diệp Ngưng Băng được anh ta thức tỉnh mới ý thức được xảy ra chuyện gì,
cô ấy ngạc nhiên, đây là năng lực thay đổi thời gian sao? Thanh Ngưu, sức mạnh cấm kỵ là như vậy, nó có thể tự mình đứng vững bên ngoài trật tự đại đạo, là thiên địa cấm kỵ, là đại đạo cấm kỵ, là cấm kỵ. Một khi luyện được luồng sức mạnh thứ nhất thì những chuyện còn lại dễ dàng hơn nhiều. Lại trôi qua một tiếng đồng hồ, Ngô Bình đã luyện hóa hơn phân nửa sức mạnh cấm kỵ nghịch chuyển thời quang. Lúc này, miếng ngọc phù trong tay Ngô Bình lại phát sáng, cậu cầm ngọc phù lên, quả nhiên đối diện chính là cặp vợ chồng kia. Chúng tôi đã đến thế tục, Nghiêm trưởng lão đang ở đâu vậy? Người phụ nữ hỏi. Ngô Bình, một hang động gần núi Ngưu Đỉnh, bùa ngọc có thể định vị, hai người cứ đến thẳng là được. Được, cất ngọc phù, Ngô Bình nói, lát nữa phải hỏi cho rõ, hai vợ chồng này tại sao liên tục đuổi giết em hai lần, trong đó chắc chắn phải có nguyên do. Diệp Ngưng Băng giật mình, anh nói là bọn họ có nguyên do buộc phải giết chết em. Ngô Bình gật đầu, chuyện này anh đã suy nghĩ rất lâu rồi, cho dù bọn họ có hận cô, nhưng kiếp trước đã giết em một lần rồi, kiếp này lại tìm em nữa thì cũng không cần thiết. Nếu ai ai cũng giống như bọn họ thì kẻ thù há chẳng phải cứ chém giết nhau thôi sao? Lúc này, có hai bóng người đáp xuống gần cửa hang, nhìn về phía này, bước vội đến. Ngô Bình vẫn là dáng vẻ Nghiêm trưởng lão kia, sau khi cặp vợ chồng kia đến thì đều ôm quyền, Nghiêm trưởng lão, vất vả rồi. Nếu không phải bên cạnh cô gái này có cao thủ bảo vệ, thì chúng tôi cũng sẽ không nhờ. Ông Red Eye. Ngô Bình khế cười, đều là người nhà mình, không cần khách sáo. Cô gái này bị tôi khống chế rồi, cao thủ bảo vệ cô ta cũng đã bị tôi giết chết rồi. Người phụ nữ nhìn sang Diệp Ngưng Băng đang ngồi tựa vào tảng đá, ánh mắt đầy vẻ căm hận như muốn tuôn trào, lạnh lùng nói, tiện tì, mày nghĩ gia nhập đại giáo thì có thể tránh bị truy giết sao? Vẻ mặt Diệp Ngưng Băng phẫn nộ, tại sao các người nhất định phải giết tôi? Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng, mày là kẻ thù ba đời của con trai tao, đương nhiên tao phải giết mày ba kiếp. Diệp Ngưng Băng ngây người, kẻ thù ba đời. Không xêu tao phải giết mày liên tục ba kiếp thì con trai tao mới có thể bình an. Đặc biệt là kiếp này của mày, bọn tao nhất định phải bảo vệ con trai tao. Chẳng trách các người cứ muốn giết tôi. Nói như vậy, con trai các người cũng đã chuyển thế, Diệp. Ngưng Băng bình tĩnh hỏi. Đương nhiên, bây giờ, thằng bé đã trở thành thiên kiêu thế hệ trẻ nhà họ Hà rồi. Hơn nữa chỉ cần mày chết thì vận mệnh sẽ nghiêng về phía nó. Đến lúc đó, thiên phú của nó sẽ được tăng lên. Ngô Bình, nói như vậy, nếu con trai hai người chết thì Diệp Ngưng Băng sẽ có được lợi ích. Lời này của Ngô Bình khiến hai vợ chồng không vui, người phụ nữ nói, Nghiêm trưởng lão, sao con trai chúng tôi chết được chứ? Ngô Bình lạnh nhạt nói, cũng chưa nói chắc được. Nói rồi, cậu cởi áo khoác của Nghiêm trưởng lão xuống, vuốt tay, khôi phục lại diện mạo vốn có bình thường. Hai vợ chồng kinh sợ, cậu không phải Nghiêm trưởng lão. Ngô Bình khẽ cười, Nghiêm trưởng lão đã mất rồi, tôi có ý ở đây đợi các người. Người phụ nữ hung hăng nói, chính cậu là người lúc nào cũng ngăn cản chúng tôi, cậu đáng chết. Bà ta vung tay, muốn sử dụng thủ đoạn, nhưng ngay lúc đó, một luồng sáng đen bỗng lao vào bóng của hai người dưới đất. Bỗng chốc, hai người cứng đờ, không thể động đậy. Huyền ảnh công cự cung thiên cơ của Ngô Bình cùng với sự trợ giúp từ thất tinh trảm đạo, uy lực bất phàm, trong huyền ảnh có bí lực mạnh mẽ như thất tinh trảm đạo, hai vợ chồng này tuy là cao thủ thân thông cảnh, nhưng cũng bị ảnh hưởng. Diệp Ngưng Băng nhân cơ hội vùng dậy, vung bảo, kiếm trong tay, chém đầu người phụ nữ xuống, sau đó lại dùng một kiếm giết chết nam tu kia. Giết xong hai vợ chồng này, Diệp Ngưng Băng căm hận nói, cuối cùng đã diệt trừ được hai mối họa này. Ngô Bình, chuyện này e rằng vẫn chưa xong. Ánh mắt cậu nhìn về phía tảng đá cách đó không xa, lạnh nhạt nói, không cần nấp nữa, đi ra đi. Mấy giây sau, một thanh niên từ sau tảng đá đi ra. Thì ra, anh ta đến cùng đôi vợ chồng kia, chỉ là vì an toàn nên anh ta ẩn nấp, không hiện thân. Người đàn ông mặc trường sam màu đen, cổ tay quấn chỉ bạc, tóc búi cao, trông khá anh tuấn, anh ta nhìn Diệp Ngưng Băng, nói, khó trách kiếp trước tôi lại thích cô. Quả thực cô trông rất đẹp. Diệp Ngưng Băng nhíu mày, anh còn có ký ức kiếp trước. Người đàn ông không phủ nhận, anh ta nhìn hai thi thể dưới đất, nhưng không hề có vẻ bi thương gì, chỉ nói, bọn họ đối xử với tôi xem như cũng không tệ, cô không nên giết chết bọn họ. Sau đó, anh ta nhìn Ngô Bình, nói kẻ thù của tôi lát nữa lại nói, giết chết anh trước đã. Nói xong, anh ta vung hai tay,
sau lưng xuất hiện một cái bóng màu xanh, cái bóng này cao hơn 100 mét, tỏa ra hơi thở khiến người ta kinh sợ. Khôi, Diệp Ngưng Băng bất ngờ, không ngờ anh đã luyện hóa được Khôi. Khôi là trạng thái cao cấp của hồn, linh hồn bình thường sau khi tu luyện thì sẽ có cơ hội trở thành vực, vực sau khi tu luyện sẽ tiến hóa thành mị, sau đó sẽ nữa sẽ là tiêu, bạt, khôi v.v. Trong đó Khôi đã là cấp khá cao trong các cấp linh hồn, có thực lực ngang ngửa cao thủ đạo cảnh. Người đàn ông vô cùng đắc ý, nói, Khôi này cực kỳ thông minh, nó nhận ra vận may của tôi siêu phàm nên đã chủ động dung hợp với thần hồn của tôi. Bất chợt, Khôi giơ móng vuốt ra, vồ mạnh về phía hai người họ rồi lớn tiếng hét, đi chết hết đi. Ngô Bình lùi nhanh về phía sau, Thanh Ngưu lập tức xuất hiện ở vị trí của Ngô Bình, phất nhẹ tay phải, một bàn tay khổng lồ đánh về phía bộ vuốt, phát ra âm thanh lớn. Ẩn. Người đàn ông lùi lại mấy bước, mặt biến sắc, nhìn Thanh Ngưu chằm chằm, hỏi, anh là ai? Thanh Ngưu không quan tâm đến anh ta, chỉ nói với Ngô Bình, mặc dù Khôi này chưa thành niên nhưng uy lực lại không tệ, lát nữa công tử hãy dùng cửu dương hóa cấm đồ luyện hóa nớ. Người đàn ông vừa bất ngờ vừa tức giận, luyện hóa Khôi. Nằm mơ giữa ban ngày. Anh ta hét lớn, định tiếp tục điều khiển Khôi nhưng Thanh Ngưu đưa tay ra ấn vào không trung, một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đè ngã cả người đàn ông và ảo ảnh của Khôi xuống đất, dù cho họ có vũng vây cỡ nào cũng không làm gì được. Ngô Bình bước qua, nhìn khuôn mặt méo mó của người đàn ông rồi nói với Diệp Ngưng Băng, Ngưng Băng, ân oán là cá nhân, tự giải quyết đi. Diệp Ngưng Băng đến trước mặt người đàn ông, nói với ánh mắt lạnh lùng, Hà Thiên Tín, ân oán của tôi và anh kết thúc tại đây. Cô ta vừa dứt lời thì đâm chết Hà Thiên Tín, anh ta không cam tâm nên chết không nhắm mắt. Diệp Ngưng Băng giết chết Hà Thiên Tín thì thở phào. Ngô Bình, những người này cũng khá có địa vị ở nhà họ Hà, em về Thái Hoàng giáo lánh nạn trước đi. Diệp Ngưng Băng gật đầu, ừ, vừa hay tôi cũng muốn bế quan một thời gian. Ngô Bình nói với Thanh Ngưu, anh Ngưu, phiền anh đưa Ngưng Băng về kiếm các. Ok độ. Sau khi Thanh Ngưu cùng Diệp Ngưng Băng rời đi, Ngô Bình thu dọn hiện trường rồi quay về trường học. Cậu ra khỏi cửa từ trưa, đến giờ trời đã sập tối, cậu đến thẳng Ngọc Hồ Lâu. Hôm qua cậu đã hẹn sẵn phải đến trị bệnh cho giáo sư Trương nhưng vì có việc phải giải quyết nên cậu đã bảo Hàn Băng Nghiên báo trước với giáo sư Trương, nhắn rằng tối nay cậu sẽ đến khám. Ngọc Hồ Lâu rất cổ kính, Ngô Bình gõ lên cánh cửa gỗ dày cộp, một người phụ nữ tầm 30 tuổi mở cửa ra, quan sát Ngô Bình rồi cười, hỏi, là Ngô Bình sao? Ngô Bình gật đầu, tôi đã hẹn trước với giáo sư. Trương, ông ấy có nhà không? Tiếng Trương Thế Sâm từ trong nhà vọng ra, tiểu Ngô, mau vào đi. Người phụ nữ mời Ngô Bình vào nhà, vòng qua một tường hoa thì thấy không gian sân vườn rộng lớn, trồng đầy cây hoa, còn có mấy chục con mèo nằm trường ở khắp nơi, có thể thấy chủ nhân của ngôi nhà này rất yêu mèo. Trương Thế Sâm đứng ở cửa, ông ta đích thân ra mời Ngô Bình vào, nói tiểu Ngô, làm phiền cậu phải chạy qua đây rồi. Ngô Bình nói, giáo sư Trương không cần khách sáo. Sau đó cậu hỏi, giáo sư Trương đã từng đến bệnh viện chưa? Trương Thế Sâm gật đầu mạnh, hôm qua tôi đã đến tìm bạn tôi làm kiểm tra chi tiết, đúng là tôi đã bị ung thư. Nếu tôi muốn điều trị thì bắt buộc phải cắt bỏ yết hầu, làm sạch hệ thống bạch huyết, sau đó còn phải hóa trị. Ông ta nói đến đây thì thở dài, nếu vậy tôi thả chết ngay bây giờ. Người phụ nữ nghe ông ta nói vậy thì liền khuyên răn, Thế Sâm, ông đừng nghĩ vậy. Chẳng phải bác sĩ Ngô đã đến giúp ông điều trị rồi sao? Trương Thế Sâm ngẩng đầu lên, nhìn Ngô Bình chằm chằm, tiểu Ngô, cậu nói xem tôi còn cứu được không? Ngô Bình cười, nói, giáo sư Trương yên tâm, có tôi ở đây thì đảm bảo có thể trị khỏi được bệnh của ông. Trương Thế Sâm thở phào, nói, gần đây tôi suy nghĩ rất nhiều, tiểu Bình à, nếu như cậu có thể chữa khỏi cho tôi thật thì đúng là ông trời đã cho tôi thêm một cơ hội để tái sinh. Để đền đáp cậu. Tôi sẽ tặng tiểu Ngô cậu thứ đáng giá nhất của mình. Ngô Bình phất tay, giáo sư Trương không cần phải làm vậy, tôi là thầy thuốc, chữa bệnh cứu người là bổn phận của tôi. Tiếp đó, cậu liền thi triển thủ thuật nhà y, chỉ hỏi hoàn toàn khối u của Trương Thế Sâm, sau đó kê mấy thang thuốc, bảo ông ta uống thuốc đúng giờ. Quá trình điều trị không hề đau đớn, cũng chỉ châm. Vài mũi, cảm giác có một số sức mạnh kỳ lạ dịch chuyển trong cơ thể. Sau khi điều trị, Trương Thế Sâm cảm thấy nhẹ nhõm cả người, ông ta biết ngay là phương pháp điều trị của Ngô Bình đem lại hiệu quả.
Ngô Bình, giáo sư Trương, chắc bệnh của ông đã khỏi rồi. Ông ta vô cùng cảm kích, nói Tiểu Ngô, thật không biết nên cảm ơn cậu thế nào. Ông ta dứt lời thì quay đầu đi về một phía, lấy ra thứ màu trắng giống như mai rùa. Ông ta đưa thứ đó cho Ngô Bình rồi nói, thứ này là do tôi phát hiện được khi còn học đại học. Nó rất thần kỳ, mỗi lần lấy nó ra chơi là tôi lại có đủ loại linh cảm. Nếu lúc học tập mà cầm nó thì hiệu quả sẽ cao gấp mấy lần. Ngô Bình rất bất ngờ, thần kỳ vậy sao? Cậu nhìn mai rùa, phát hiện bên trên có phù văn rất nhỏ, lúc cầm nó thì còn có thể cảm giác được một luồng sức mạnh huyền diệu, chỉ là sức mạnh đó không rời khỏi mai rùa. Bỗng nhiên, một con mèo đen xuất hiện trên vai Ngô Bình, tiếng của nó vang lên trong đầu Ngô Bình, bát quái. Ngô Bình giật mình, mày nói nó là bát quái sao? Lúc bát quái được tìm thấy, đại đạo rền vang, kỳ quang chiếu rọi. Lúc đó có ba thứ trong đó bát quái là một trong số những thứ được chiếu rọi. Năm xưa nó vốn ột linh quy, sống rất lâu rồi, sau khi in ấn bát quái thì tu vi thông thiên, trở thành người nắm giữ một phương. Sau đó, không biết tại sao, nó tự tử, chỉ để lại mai rùa còn dấu ấn bát quy. Ngô Bình nghe xong thì biết giá trị của thứ này không thể nào đong đếm được, cậu nói, giáo sư Trương, món đồ này quá quý giá, hơn nữa nó cũng rất có ích cho tôi, thế này đi. Tôi tặng thêm cho giáo sư Trương 2 viên đan dược nữa. Cậu nói xong thì lấy ra 5 viên tôi hồn đan. Trước đó cậu đã tặng cho giáo sư Trương 1 viên, chỉ là ông A chưa muốn mà thôi. Tôi không nhận được đâu. Trương Thế Sâm từ chối. Ngô Bình cười, nói, xin đừng khách sáo, 2 viên còn lại có thể tặng cho người nhà của ông dùng. Loại đan này tên là tôi linh đan, nếu trước đây ông uống nó, thì qua một thời gian bệnh tật trên người sẽ tự hết. Hơn nữa, người uống đan dược này có thể sống hơn 100 tuổi là chuyện rất bình thường. Trương Thế Sâm vui mừng, vậy thì tôi xin nhận, Tiểu Ngô, thật sự không biết để biểu đạt sự cảm kích của tôi với Oe. Hai người tán gẫu vài câu thì Ngô Bình đứng dậy. Chào tạm biệt, cậu về đến biệt thự ở đỉnh núi thì tiếp tục học tập, Hàn Băng Nghiên giúp cậu thu thập tài liệu. Cậu quyết định ngày mai phải thi hết tất cả các học phần, tránh vị hiệu trưởng khó tính mới đến lại gây rắc rối cho cậu. Cậu học miết đến hơn 4 giờ sáng mới đi nghỉ. Đợi khi Hàn Băng Nghiên thức dậy thì cậu nói, Băng Nghiên, hôm nay anh phải giành điểm tuyệt đối của các học phần. Hàn Băng Nghiên cười nói, được, như vậy thì anh có thể không cần phải tốn sức làm chuyện khác rồi. Hôm đó, Hàn Băng Nghiên đi cùng Ngô Bình tham gia cuộc thi tự chủ. Các thí sinh tham gia cuộc thi, tự rút một bộ đề thi trong kho đề thi, trong kho đề thi có đến mấy chục nghìn bộ đề thi. Mà mỗi bộ đề đều có độ khó tương tự nhau. Mấy hôm nay, Ngô Bình đã học xong toàn bộ chương trình học của học viện, vì vậy đã hẹn trước tham gia 3 bài thi sáng nay. Bài thi thứ nhất, có tổng cộng 14 thí sinh tham gia, Ngô Bình chỉ mất 30 phút đã viết xong bài làm, trực tiếp đến bài thi thứ hai. Bởi vì thời gian mỗi bài thi đều là 2 tiếng đồng hồ, nên thời gian 3 bài thi cậu hẹn trước xếp chồng nhau, lại thêm bắt buộc phải vào thi sớm nửa tiếng. Nên cậu chỉ có thể nộp bài trước. Bài thi thứ hai, trước nửa tiếng đã đến rồi. Người có thể thi đậu vào Đại học Thần Kinh đều là học sinh thông minh nhất toàn quốc, nhưng được như Ngô Bình mới năm nhất đã có thể thi được thì rất hiếm thấy. Trên cơ bản đều là sinh viên năm 3, năm 4, sinh viên năm 2 cũng cực kỳ ít. Ngô Bình vừa ngồi xuống đã cảm nhận được phía sau có một đôi mắt đang nhìn mình chăm chăm, cậu không quay đầu lại mà tiếp tục ngồi đó. Nửa tiếng sau, cuộc thi bắt đầu. Cậu vẫn như trước chỉ 20 phút đã nộp bài, sau đó đi qua bài thi thứ 3. Chân trước cậu vừa ra khỏi cửa thì phía sau đã có một nam sinh nộp bài, đuổi theo Ngô Bình. Lúc Ngô Bình đi qua chỗ ngọn núi giả, để Hàn Băng Nghiên đi đến địa điểm thi trước, cậu dừng lại bên cạnh. Không lâu sau, một nam sinh đã đi đến, thấy Ngô Bình đứng đó, anh ta chợt ngây người. Có chuyện sao? Ngô Bình hỏi anh ta. Người này trông cao gầy. Sóng mũi rất cao, anh ta khế nghịch mái tóc dài, hỏi, người tu hành. Ngô Bình có cửu cung thiên cơ đồ, người ngoài không nhìn thấu được cậu, chuyện này tuy thần bí, nhưng cũng trực tiếp thể hiện rõ với người ngoài thân phận người tu hành của cậu. Thì sao, Ngô Bình nói. Nam sinh tóc dài vươn tay, tôi tên Mộc, Thành Nghiệp, kết bạn đi. Ngô Bình không vươn tay, đối với những người đột nhiên xuất hiện như vậy cậu đều đề phòng, lạnh nhạt nói, tôi không thích kết bạn. Nói xong quay người rời đi. Mộc Thành Nghiệp ngây người tại chỗ, đợi Ngô Bình đi xa rồi, bên trong cái hồ kế bên núi giả,
mặt nước bỗng xuất hiện hình mặt người, gương mặt trắng bệch, mái tóc dài xanh lục, mặt người đó nói cậu chủ, người này rất cẩn trọng. Mục Thành Nghiệp bình thản nói, dạo này, tôi gặp được không ít người tu hành suốt ở Đại học Thần Kinh, chẳng lẽ bọn họ đều biết chuyện kia sao? Mặt người trắng nhợt, bọn họ chưa chắc đã biết, nhưng kỳ sư trưởng chắc chắn cảm nhận được, vì vậy cậu nhất định phải cẩn thận, tránh để bọn họ biết chuyện kia, thêm một người thì thêm một đối thủ cạnh tranh. Mục Thành Nghiệp gật đầu, yên tâm đi, tôi không bất cẩn như vậy đâu. Nói rồi, anh ta lại quay về phòng học. Người này vừa rời đi, Ngô Bình lại xuất hiện ở vị trí ban đầu. Thì ra, vừa nãy cậu rời đi chỉ là một cái bóng, còn bản thể thì dùng huyền thuật che giấu. Anh ta nói đến chuyện kia là chuyện gì, cậu lầm bầm nói. Cậu không có thời gian suy nghĩ mấy chuyện này, lập tức lại ẩn thân mất dấu. Bài thi thứ ba, Ngô Bình không cần phải vội, cậu mất một tiếng đồng hồ mới đi ra. Ngoài cửa, Hàn Băng Nghiên đang đợi cậu, cười nói, anh Bình, kết quả hai bài thi đâu đã có rồi. Kiểu thi trong trường thế này, đều là dùng trí tuệ nhân tạo chấm bài, trong vòng một tiếng đã có thành tích rồi. Thi được bao nhiêu, Ngô Bình cười hỏi, đều đạt điểm tuyệt đối. Thật ra, chỉ cần đủ điểm là có thể có được học phần rồi. Thế nhưng thành tích thi cũng sẽ ảnh hưởng đến đánh giá tổng hợp của sinh viên. Đối với sinh viên ưu tú, trường học không chỉ tặng học bổng khổng lồ, mà còn có cơ hội được cử đi học trao đổi với các trường danh tiếng ở nước ngoài. Nếu vô cùng xuất sắc thì sẽ được giáo sư xem trọng, tham gia các dự án nghiên cứu khoa học. Ngô Bình cũng không tò mò về thành tích, cậu cười nói, buổi chiều còn có 3 bài thi nữa, như vậy một nghỉ 6 bài thi, 4 ngày là có thể thể thi hoàn thành toàn bộ các môn học năm nhất rồi. Khoa y có rất nhiều môn phải thi, cộng hết lại có mười mấy môn, trong đó phải học thuộc. Rất nhiều, vì vậy độ khó khi thi cũng không thấp. Cho nên, có rất nhiều sinh viên y sau khi vào đại học mới phát hiện, mức độ học hành căng thẳng của bọn họ cũng không khác gì khi thi đại học cả. Nhất là 2 năm cuối phải chuẩn bị thi thạc sĩ, học đến mất ăn mất ngủ. Mấy hôm nay em vất vả một chút, chịu khổ mấy ngày, nhẹ nhàng cả năm, mà còn được lợi rất nhiều. Giữa trưa, hai người ăn qua loa ở nhà ăn. Buổi thi chiều sẽ bắt đầu lúc 2 giờ, giữa trưa còn hơn 2 tiếng đồng hồ, Ngô Bình bèn dẫn Hàn Băng Nghiên đến trung tâm thương mại gần đó đi dạo, mua mấy đồ lặt vặt. Đến khi buổi thi chiều kết thúc, hai người lại quay về biệt thự trên núi. Tu luyện mấy tiếng đồng hồ, Ngưu Thanh Tiễn Diệp Ngưng Băng đi cũng đã về, cậu bèn đi đến Lâm Phủ. Hôm qua, Lâm Kiếm Phong vốn đã hẹn Ngô Bình, 8 giờ tối gặp Hoàng hậu ở đó. Thế nhưng, hôm qua Lâm Kiếm Phong đột nhiên gọi điện đến, hẹn lại thời gian gặp mặt vào 10 giờ tối. Tại Lâm Phủ, Ngô Bình vừa đến, Lâm Kiếm Phong đã đích thân ra ngoài đón, mời cậu vào trong phòng khách. Bây giờ là 9 giờ 55 phút, Hoàng hậu vẫn chưa đến, Lâm Kiếm Phong ngồi nói chuyện với cậu. Còn về Lâm Tương, anh ta cũng không lộ mặt. Anh Lâm, tại sao Hoàng hậu nhất định phải gặp tôi, Ngô Bình hỏi. Lâm Kiếm Phong cười ha ha, suy nghĩ của Hoàng hậu đương nhiên tôi cũng không đoán được. Hoàng hậu và Thái hậu có quan hệ thế nào? Ngô Bình hỏi, cậu biết, Hoàng hậu tiền nhiệm cũng chính là Thái hậu bây giờ là công chúa Hoàng Triều, vậy vị Hoàng hậu mới này e là cũng có quan hệ với cô ta. Lâm Kiếm Phong cười nói, tôi biết không nhiều, chỉ biết Hoàng hậu nương nương là cháu bên nhà ngoại của Thái hậu, chị họ của Hoàng đế. Ngô Bình cười nói, ra là vậy, chẳng trách. Nói chuyện mấy câu, đã đến 10 giờ đúng, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, sau đó có 8 thị vệ mang đao đi vào, chia thành hai bên trái phải. Sau đó, 4 cung nữ dìu một người phụ nữ mặc đồ hoàng cung trông khoảng chừng 20 tuổi chậm rãi đi vào. Người phụ nữ mặc đồ hoàng cung này có vẻ ngoài như tranh vẽ, khí chất cao quý, Ngô Bình nghĩ cô ta chính là hoàng hậu thì lại thấy Lâm Kiếm Phong tiến lên bái lễ tiểu nhân bái kiến Thái hậu. Ngô Bình ngây người, Thái hậu. Không phải nói là hoàng hậu đến sao? Thái hậu khẽ cười, cô ta quan sát Ngô Bình, nói cậu chính là người cho người gửi lời với hoàng hậu. Ngô Bình cũng không đứng dậy, nói trí nhớ Thái hậu tốt thật, là tôi gửi lời. Cô tìm tôi có việc gì cứ nói thẳng đi. Thái hậu ngồi trên ghế đối diện, các cung nữ hầu hạ bên cạnh. Cô ta khẽ hừ một tiếng, nói cậu là vấn bối, lại vô lễ. Nói ra thì tôi và giáo chủ các cậu còn có quan hệ rất thân thiết. Nói về bối phận thì giáo, chủ các cậu còn phải gọi tôi một tiếng bà cô đấy. Ngô Bình sững người, bà cô của giáo chủ. Thấy Ngô Bình không tin,
cô ta nói, cậu không tin thì quay về hỏi giáo chủ nhà cậu xem. Thật ra xuất thân của Ngô Bình là kiếm các, đệ tử Thái Hoàng giáo chỉ là cách gọi bên ngoài của cậu thôi, đương nhiên cậu cũng không bị hù dọa, nói, sư tôn của tôi là ba vị trí tôn kiếm. Các, bối phận của bọn họ so với giáo chủ cao. Hơn không biết bao nhiêu, nếu cô muốn nói như vậy, có lẽ cô còn phải gọi tôi một tiếng ông tổ rồi. Thái hậu không biết phải nói gì, thầm nói tên này không muốn chịu thiệt gì cả. Ngô Bình biết Thái hậu gặp cậu nhất định là có chuyện nên lại nói, Thái hậu, mọi người đều là người thông minh, không cần phải lãng phí thời gian, cô cứ nói thẳng đi, rốt cuộc tìm tôi có chuyện gì. Thái hậu cũng thích Ngô Bình nói thẳng vào, vấn đề, cô ta hằng giọng, nói cũng không có gì. Tôi chỉ là muốn hỏi một câu, ma vật lúc đó, có phải đã bị sư tôn của cậu chém chết rồi không? Ngô Bình lập tức hiểu ra, Thái hậu này nghĩ người giết thứ kia là sư tôn của cậu, vẻ mặt cậu không thay đổi, lạnh nhạt nói, đúng thì thế nào? Thái hậu thấy cậu thừa nhận thì cười nói, vậy nội đan của ma vật đó, có thể nhường lại không? Ngô Bình giật mình trong lòng, cô ta không phải muốn thứ gì khác mà là ba viên nội đan vô dụng sao? Cậu lập tức lắc đầu, sư phụ tôi muốn ba viên nội đan, e rằng không thể đưa ra được. Thái hậu vội nói, cậu Ngô, bổn cung sẽ không lấy không, tôi đồng ý dùng một món bảo vật để trao đổi. Ngô Bình chớp mắt, không biết là bảo vật thế nào, quay về tôi sẽ hỏi sư phụ thử, xem ông ấy có đồng ý hay không. Thái hậu vung tay, một cung nữ lấy một cái khay đến, trên khay có để một chiếc hộp ngọc, vuông vức ngay ngắn, cũng không biết bên trong có gì. Thái hậu nói, cậu Ngô, đây là một mảnh bùn đen lấy từ vùng đất hỗn độn, tác dụng của nó rất thần kỳ, có thể gây ô nhiễm tất thảy mọi pháp bảo, pháp trận. Nhưng những thứ dính vào nó đều sẽ mất đi tác dụng nhanh chóng. Còn có thứ như vậy nữa sao? Ngô Bình động lòng, cầm lấy hộp ngọc, mở ra. Thấy bên trong hộp ngọc quả nhiên có một khối bùn đen, còn tỏa ra mùi thối nhàn nhạt, cũng không biết tạo thành từ loại bùn gì. Liếc nhìn một lát rồi cậu trả hộp ngọc lại, bình thản nói, Thái hậu, sư tôn tôi e rằng không có hứng thú gì với khối bùn thối này đâu. Thế nhưng, bên tai cậu lại vang lên âm thanh của mèo đen, cậu Ngô, thứ này gọi là bùn bẩn, đến từ thiên vẫn chỉ địa, có rất nhiều tác dụng. Nhất là với cao thủ cấp bậc chúa tể, rất cần đến vật này, vì vậy giá trị vật này rất cao, có tiền cũng không mua được. Thái hậu như đoán được Ngô Bình sẽ không đồng ý, cô ta cười nói, còn có một bảo vật nữa. Cung nữ lại bưng ra một cái khay, bên trên chỉ đặt một quyển sách màu vàng, tỏa ra hơi thở kinh người. Cậu Ngô, đây là bút tích thực của cao thủ chí tôn. Nhưng nội dung bản gốc này quá huyền diệu, cho nên đời sau không có người có thể hiểu được, hơn nữa. Mỗi một lần mở cuốn sách này ra thì sẽ tiêu hao một phần năng lượng. Vì vậy, nghìn năm nay, chưa có ai mở nó ra. Cậu Ngô thông minh vượt trội, chắc hẳn có thể lĩnh ngộ được chút ít từ trong này. Ngô Bình cảm thấy cũng được rồi, xem xong thì nhận lấy rồi nói, được thôi. Dù sao Thái hậu và giáo chủ tôi cũng thân thiết nên tôi sẽ hỏi sư tôn xem. Nói xong cậu nhảm mắt không nói gì, qua một lúc, vẻ mặt cậu khó xử, nói, sư tôn tôi nói. Hai thứ này ông ấy không quan tâm. Thái hậu nhíu mày, hai món bảo bối này là thứ tốt nhất mà cô ta có thể bỏ ra rồi, sao còn chưa hài lòng? Ngô Bình nói, nhưng tôi đã nói với sư tôn không ít lời. Gia sư nói, một mình tôi ở giới thế tục cũng không dễ dàng gì, tiền cũng dùng nhiều. Không đợi Ngô Bình nói xong, Thái hậu lập tức nói, nếu cậu Ngô thiếu tiền, vậy thì dễ rồi, cậu ra giá đi. Ngô Bình chớp mắt. Nói, vậy thì cho tôi 30 triệu tiền đại đạo đi. 30 triệu tiền đại đạo đối với tu sĩ bình thường mà nói, đến 10 đời cũng không kiếm nổi. Nhưng Thái hậu là người hoàng triều tiên giới, tay cầm quyền binh, tiền tài vô số, cũng chấp nhận được. Trầm ngâm vài giây, Thái hậu nói, được, 30 triệu thì 30 triệu. Ngô Bình lập tức lấy một hạt châu từ đầu dần na, nói, mời Thái hậu xem qua. Thái hậu cầm hạt châu, quan sát kỹ càng. Bất giác khẽ cười, nói, đúng thực là nội đan của ma vật kia. Ngô Bình thầm nghĩ, người phụ nữ này quả nhiên không biết đan này có 3 miếng, hơn nữa chỉ là đưa một miếng trong số đó, trong tay cậu còn có 2 miếng nữa. Thái hậu có thể nói cho tôi biết, lấy đan của yêu này làm gì không? Tâm trạng Thái hậu có vẻ không tệ, nói, đan này, có giá trị dược liệu rất cao, dùng nó để luyện đan có thể tạo ra hiệu quả không tưởng tượng. Được. Quan điểm này lại trùng với quan điểm của Ngô Bình, cậu ồ một tiếng,
hỏi, xem ra Thái Hậu có quen biết một vị luyện đan sư rất lợi hại. Thái Hậu lại không muốn nói nhiều, cô ta đưa một túi chứa đồ cho Ngô Bình, bên trong có đủ 30 triệu tiền đại đạo. Ngô Bình bất giác thầm kinh ngạc, trên người người phụ nữ này lại mang theo ít nhất 30 triệu tiền đại đạo, cô ta có bao nhiêu tiền vậy? Giao dịch thành công, sau đó Thái Hậu rời Lâm Phủ, Lâm Kiếm Phong còn muốn giữ Ngô Bình lại một lúc, nhưng Ngô Bình nói có chuyện, sau đó cũng rời khỏi nhà họ Lâm, quay về biệt thự trên núi. Trải qua mấy ngày tích góp, cậu tích lũy nhiều dùng từ từ, cuối cùng vào nửa đêm cậu lại đột phá, mở ra thần cung thứ hai. Sau khi mở thần cung thứ hai, cậu đã dốc toàn lực nuôi dưỡng thần cung, chuẩn bị trấn áp Thai Ngọc. Lúc trước, khi cậu mở thần cung thứ nhất thì đã đưa mặt nạ trấn áp bên trong, có được 3 loại năng lực mặt nạ, khống chế không gian, lời nguyền, tuyệt sát, 3 phương pháp này đều là át chủ bài của cậu, uy lực cực kỳ lớn. Bây giờ cậu có được thần cung thứ hai, lại có thể một quân át chủ bài. Mấy ngày sau đó, ngày nào Ngô Bình cũng đi tới đi lui giữa trường học và biệt thự trên núi, ban ngày đi thi, buổi tối ăn cơm. Biệt thự trên núi cũng trở thành nơi tụ tập với bạn bè của Ngô Bình, Mộc Băng Thiền, Y Mi cũng đều rời đến đây ở. Biệt thự trên núi có rất nhiều phòng, mọi người hoàn toàn có thể ở lại được. Đúng lúc Ngô Bình cũng nhờ Mộc Băng Thiền chỉ dạy một vài kinh nghiệm tu hành kiếp trước của cô ấy, trong mấy ngày này, Mộc Băng Thiền viết ra không ít tuyệt học thánh cổ đại trận đỉnh cao nhất, thần thông và rất nhiều bí pháp luyện tập cảnh giới nhỏ cho Ngô Bình. Chớp mắt đã 3 ngày trôi qua, buổi chiều Ngô Bình hoàn thành bài thi cuối cùng. Trong lúc đó, cậu đã hoàn thành thần cung thứ hai, thành công trấn áp Thai Ngọc bên trong. Khi Thai Ngọc bị trấn áp, sức mạnh của Ngô Bình bắt đầu tiến vào Thai Ngọc không ngừng, cho dù căn cơ cậu thâm sâu thì chẳng mấy chốc đã trở nên trống rỗng, cả người gần như suy yếu. Hết cách, cậu chỉ đành lấy đan dược đã luyện chế lúc trước, cũng mặc kệ quý giá thế nào, trực tiếp nhét vào miệng. Thậm chí cậu còn lấy mấy thứ quý giá như thần lộ, hồn tinh ra, uống từng ngụm lớn thần lộ, hấp thụ luyện hóa hồn tinh. Cậu hấp thụ năng lượng như vậy mới miễn cưỡng theo kịp tốc độ hấp thu năng lượng của Thai Ngọc. Giây phút này, sâu trong linh hồn cậu, có cảm giác đói khát rất dữ dội. Cảm giác đói khát này so với cảm giác đói của người thường còn mãnh liệt gấp chục nghìn lần, khiến thân thể cậu run rẩy, bên trong linh hồn cảm thấy suy yếu và đau đớn. Cứ tiếp tục như vậy, thế nào mình cũng bị ăn đến nghèo thôi, xem ra mình phải quay về kiếm các một chuyến, tìm sư tôn xin tài nguyên. Thanh Ngưu bảo vệ ở bên cạnh, anh ta nói, cậu Ngô, thứ này không phải chuyện nhỏ, một khi luyện hóa hoàn toàn, chắc chắn sẽ trở thành bí thần mạnh nhất. Ngô Bình, không cho nó ăn no, thậm chí tôi còn không thể tu luyện được. Vì vậy, sáng sớm hôm sau, cậu tự mình đến kiếm các. Trong kiếm các, 3 vị kiếm lão đang uống trà trò chuyện với một người phụ nữ xinh đẹp. Từ sau khi Ngô Bình lĩnh ngộ được vô thượng kiếm khúc, mấy người họ hoàn toàn không còn áp lực, tâm tình rất thoải mái, người cũng nhàn nhã hơn hẳn. Ngô Bình đột nhiên quay về, Thẩm Huyền Tông cười hỏi, Đồ Nhi, có chuyện gì mà hoảng hốt như vậy, chắc không phải lại bị nữ đệ tử vây quanh đâu nhỉ? Ngô Bình không có tâm trạng cười đùa, nói, sư tôn, trong thần cung con có trấn áp một thứ, tiêu hao rất nhiều, hiện tại con không còn gì để ăn được nữa. Thẩm Huyền Tông cảm thấy vô cùng kỳ lạ, ông ta đi đến, vươn tay ấn vào đầu Ngô Bình, chỉ thoáng cảm nhận, gương mặt chợt kinh ngạc, hỏi, đây là vật gì? Ngô Bình, thiên địa linh đan, sở hữu sức mạnh cấm kỵ. 3 vị tôn sư nhìn nhau, Âu Dương Thiên Tế lập tức nói, tài nguyên có nhiều, bây giờ con vào bên trong đóng cửa tu luyện đi. Lúc này La Vô Phi mới giới thiệu người phụ nữ cho Ngô Bình, nói, vị này là Thanh Hàn Kiếm Tôn. Ngô Bình ôm quyền, bái kiến Kiếm Tôn. Người phụ nữ cười nói, quả nhiên 3 vị đạo, hữu đã thu nhận đệ tử giỏi, thế mà có năng lực luyện hóa cấm kỵ. Sức mạnh của cấm kỵ đã bị rất nhiều người lãng quên. La Vô Phi nói với Ngô Bình, đi theo tôi. Ông ta dẫn Ngô Bình đến một khu tu luyện, hỏi cậu có cần tài nguyên gì không? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, nâng cao thần hồn, tăng trưởng nguyên khí, hồn tỉnh, linh thạch gì cũng được. La Vô Phi vung tay lên, hàng đống tỉnh thạch, xuất hiện, có ngũ hành tinh linh, thần thạch âm dương, hồn thạch thiên địa, tiên căn thái cực, thần thủy thiên nhất v.v. đều là tài nguyên tu luyện đỉnh cấp nhất thế giới. Mắt Ngô Bình sáng lên hỏi, sư phụ, có nhiều đồ tốt như vậy à, đưa sớm cho con là tốt rồi. La Vô Phi nói, những thứ này vốn là lúc, chúng ta để lại trọng khai sơn môn,
nhưng bây giờ cậu cần đến thì cứ tùy ý sử dụng. Dùng hết vẫn có thể tích lũy, nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội đột phá thì sẽ rất khó để có được chúng lần nữa. Ngô Bình cũng không khách sáo nữa, lập tức, bắt đầu ném thức ăn. La Vô Phi đi ra ngoài tiếp tục nói chuyện với bạn cũ. Mặc dù bốn người đang nói chuyện phiếm nhưng lúc này đều đang để ý đến tình hình của Ngô Bình. Thanh Hàn Kiếm Tôn nói, đứa trẻ này khá giỏi, đính hôn chưa? Thẩm Huyền Tông cười nói, vẫn chưa, nhưng chắc hẳn đã có người yêu rồi. Thanh Hàn Kiếm Tôn, chỉ cần chưa kết hôn thì chẳng sao cả, lúc về tôi để ý giúp mọi người. Ở một bên khác, Ngô Bình bắt đầu cắn nuốt những báu vật này, thời gian cũng trôi qua từng chút. Ba ngày sau, mấy món đồ trước mắt cậu đã tiêu hao hết 1/3, cuối cùng cũng cậu không còn đói như trước, nhưng vẫn là không đủ. Đến ngày thứ năm, cậu bỗng ợ một hơi, cảm thấy không thể hấp thu thêm được nữa. Lúc này thai ngọc trong thần điện thứ hai đột nhiên nhảy lên, toàn bộ kiếm các rung chuyển, bốn vị kiếm tôn bên ngoài cũng cùng quay đầu lại. Thẩm Huyền Tông cười nói, xem ra là thành công rồi. Âu Dương Thiên Tế, Ngô Bình tu luyện thần cung, đó chắc chắn là công pháp trúc cơ của Thánh Cổ Đại Lục. Chúng ta trước đây cũng đã từng tiếp xúc với công pháp này, đáng tiếc là thất bại. La Vô Phi, đệ tử của chúng ta thành công rồi, cũng xem như hoàn thành tâm nguyện của chúng ta. Lúc này Ngô Bình ở bên trong mở mắt ra. Trong thần cung, thai ngọc bỗng vang lên một tiếng rác, nứt ra một đường như trứng gà nứt vỏ. Sau đó, một cái đầu lộ ra bên trong, hắn có nước da màu vàng kim, đôi mắt xanh đậm, nhưng nhìn giống hệt Ngô Bình. Nhìn thấy người này, Ngô Bình sửng sốt, đây là bí anh của mình à. Nhưng cậu nghĩ kỹ lại. Đây chẳng phải là bí anh của mình sao? Mấy ngày nay nó đều điên cuồng hấp thu năng lượng của cậu, bao gồm cả tỉnh thần lực, bí lực của cậu, tất cả đều sinh ra bí anh này. Chỉ là cậu không ngờ bí anh của thần cung thứ nhất còn chưa xuất hiện mà thần cung thứ hai lại thành công trước. Ngay sau đó bí anh của cậu lao ra khỏi thần cung, xuất hiện trước mặt Ngô Bình. Mặc dù vẫn là kỳ bí anh nhưng bí anh của Ngô Bình đã cao 3 trượng, khí thế ngút trời. Phải biết sau này bí anh còn sẽ lớn lên, khi lớn lên mới được gọi là bí thần. Trong đó, dưới 1 thước gọi là tiểu bí thần, trên 1 thước đến dưới 3 thước là đại bí thần, trên 3 thước đến dưới 9 thước là thượng bí thần, trên 9 thước được gọi là bí thần truyền kỳ. Nhưng nếu hơn 10 thước thì được gọi là bí thần chí tôn. Hiện tại Ngô Bình vẫn còn kỳ sơ sinh mà đã đạt tới 3 trượng, sau khi trưởng thành có khả năng cao hơn 10 trượng. Đây tất nhiên đã không còn là bí thần chí tôn nữa. Mà là một loại bí thần lớn mạnh hơn, bí thần cấm kỵ. Ngô Bình cảm thấy nó hơi lớn nên bèn ép bí anh lại thành 9 thước 9. Mặc dù cao 9 thước 9 nhưng vẫn cao hơn 3 mét, giống như một vị linh thân khổng lồ. Lúc này cửa đẩy ra, bốn người Thẩm Huyền Tông bước vào. Khi nhìn thấy bí anh của Ngô Bình, họ đều sửng sốt. Đây là, bí anh, những người như Thẩm Huyền Tông lúc nói còn lắp bắp nữa là, ông ta quá mức ngạc nhiên. Âu Dương Thiên Tế đi tới trước mặt bí anh, nhìn từ trên xuống dưới 3 lượt, sau đó hít khí. Đâu mà đã mạnh như vậy, sau này trưởng thành chẳng phải sẽ là bí thần cấm kỵ sao? Mắt Thanh Hàn Kiếm Tôn sáng rực cười nói, đúng là có tư chất hơn người. La Vô Phi nghiêm túc nói, đạo hữu Thanh Hàn, hy vọng ông có thể giữ bí mật, đừng nói cho bất kỳ người thứ ba nào biết về bí thần cấm kỵ ngoài chúng ta. Thanh Hàn Kiếm Tôn, dĩ nhiên tôi sẽ không nói. Nhưng tôi có thể thay đệ tử cưng của tôi đính hôn trước với đệ tử của mọi người. Ngô Bình sửng sốt, hôn ước. La Vô Phi cười nói, đương nhiên không, thành vấn đề. Sau đó ông ta nói với Ngô Bình còn đang ngơ ngác, đệ tử, Thanh Hàn Kiếm Tôn có 7 nữ đệ tử, đều xinh đẹp như hoa, hơn nữa có vài người còn có thể chất hiếm có. Ngô Bình vội nói, sư đệ, tôi vẫn chưa muốn đính hôn. Âu Dương Thiên Tế, không muốn đính hôn. Cũng không phải bảo cậu kết hôn ngay. Mấy người bọn tôi quyết định chuyện này thay cậu. Ngô Bình thở dài, biết nói gì cũng vô dụng nên định chạy. Sư tôn, con nhớ ra phải thu hoạch dược liệu, con về trước. Không đợi mọi người kịp phản ứng, Ngô Bình đã biến mất. Thanh Hàn Kiếm Tôn mỉm cười nói, thật là một chàng trai lợi hại, mắt nhìn người của các đệ tử cưng của tôi cao lắm, lần này chắc chắn chúng sẽ hài lòng. La Vô Phi cười nói, nếu có thời gian, bảo đệ tử của ông đến Thái Hoàng giáo chơi nhiều hơn. Đến lúc đó tôi sẽ gọi Ngô Bình đến để chúng gặp mặt trước. Mặc dù chúng ta là sư trưởng nhưng cũng phải nghe ý kiến của chúng nữa. Thanh Hàn Kiếm Tôn, đạo hữu La nói đúng.
Tháng sau, bảng xếp hạng kiếm thuật trong vạn kiếm tiên giới sẽ được sắp xếp lại, các đệ tử cưng của các ông cũng tham gia đi. Nghe đến bảng xếp hạng kiếm thuật, La Vô Phi nhớ đến gì đó nói, năm đó chúng ta cũng từng tiến vào bảng xếp hạng kiếm thuật, tôi nhớ đạo hữu Thanh Hàn ở vị trí thứ 7 nhỉ. Thanh Hàn kiếm tôn cười nói, ba vị đạo, hữu La lúc đó là vị trí thứ 2 đến thứ 4. La Vô Phi nói, tiếc là cuối cùng lại bị người đó áp chế, không giành được vị trí đầu. Nhắc đến người đó, vẻ mặt Thanh Hàn kiếm tôn trở nên nghiêm túc, nghe nói ông ta cũng thu nhận mấy đệ tử thiên tài, lần này cũng muốn khiêu chiến các cao thủ trên bảng xếp hạng kiếm thuật. La Vô Phi cười nhạo, dã tâm của người này, rất lớn, lần này chắc chẳng có ý đồ gì đớ. Âu Dương Thiên Tế, nói thế chắc chắn phải để Ngô Bình đi khiêu chiến bảng xếp hạng kiếm thuật, năm đó chúng ta bị hẳn áp đảo, bây giờ thế hệ sau ra trận tranh tài, chúng ta không thể lại thua nữa. Thẩm Huyền Tông cười nói, đệ tử của chúng ta ra tay thì chắc chắn sẽ giành được vị trí thứ nhất. Đến lúc đó, chúng ta sẽ nhân cơ hội này quay trở lại vạn kiếm tiên giới. Thẩm Huyền Tông cười nói, nhờ phúc của thằng nhóc đó mà bây giờ ba chúng tôi đã khôi phục được 80% tu vi, hơn nữa còn lĩnh hội về kiếm đạo tốt hơn trước. Thanh Hàn kiếm tôn gật đầu, vậy được, tôi cũng sẽ đến đó. Tôi rất muốn xem sau khi bị đệ tử của mình bị đánh bại thì ông ta sẽ có vẻ mặt thế nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 205.